xương ngồi. Dạ, quý Phật tử ngồi xuống. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Chúng con kính bạch sư chứng minh. Kính bạch chư tôn đức. Kính thưa quý Phật tử. Chúng con kính bạch sư. Hôm nay là ngày 15 tháng 4, ngày lễ Phật đản, lễ Vê Sắc, kỷ niệm Đức Phật đản sanh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Trong những ngày qua, từ ngày mùng 8 tháng 4 âm lịch cho đến ngày hôm nay, quý Phật tử tại Đạo Tràng Chùa An Lạc chúng con mỗi tối được trở về chùa tu học, được tụng kinh, được hành thiền và được nghe quý Thầy giảng Pháp. Trong mỗi tối từ mùng 8 tới 14 những ngày vừa rồi, mỗi ngày trở về chùa thì chúng con đọc về lịch sử Đức Phật và chúng con đọc cái quyển Thi Kệ Phật Đà. Thì mấy hôm nay quý vị đọc về lịch sử Đức Phật, quyển Thi Kệ Phật Đà, nó là do sư cuộc đời của Đức Phật, sư làm thành thơ cho quý vị dễ đọc đó. Trong những ngày qua đó là sư làm, sư viết lên thành thơ cuộc đời Đức Phật cho quý vị dễ đọc. Và cũng thưa với đại chúng, mỗi tháng một lần sư từ tỉnh Thái Bình trở về chùa An Lạc để hướng dẫn khóa thiền. Và các khóa đã được diễn ra vài khóa rồi, mỗi tháng một lần. Và tại đạo tràng của chùa An Lạc vào các rằm tháng 7, rằm tháng 4 thì đạo tràng của chúng ta được diễm phúc cung thỉnh sư để về chia sẻ pháp, giảng pháp cho quý vị nghe. Đức Phật dạy trong kinh Tăng Chi, gặp Phật pháp là khó, gặp Phật rất là khó, gặp pháp rất là khó. Để khởi lên được cái thiện tâm là khó, và gặp được người thuyết giảng là khó. Vậy tại sao gặp được người thuyết giảng là khó? Mình phải hiểu là gặp được người thuyết giảng đúng chánh pháp là khó. Và nên giáo pháp của Phật, trong kinh Phật nói như là cái chốt trống, cái chốt trống Ananka vậy đó. Theo thời gian nó bị hư một cái, thay vào thì vẫn gọi là cái trống đó. Theo thời gian sau nó hư cái chốt, thay cái chốt khác vẫn gọi là cái trống đó. Theo thời gian hư cái da, thay cái da khác vẫn gọi là cái trống đó. Và theo thời gian cái trống nguyên đó ban sơ không còn nữa, nhưng người ta vẫn gọi tên cái trống đó. Thì giáo pháp của Phật theo thời gian đó, nếu như không có những vị giảng dạy đúng chánh pháp để gìn giữ pháp học và gìn giữ pháp hành, rồi người từ thì người ta không còn biết đâu là chánh pháp nữa. Vì vậy những vị nào, những vị sư, những vị tôn túc nào có pháp học, có pháp hành, đó là đang giữ lại những tinh hoa của giáo pháp, đó là tinh hoa pháp học và tinh hoa pháp hành. Đó là những gì mà Đức Phật đã nhiều kiếp hy sinh làm các ba la mật mới có pháp cho chúng ta tu tập ngày hôm nay. Tại đạo tràng của chúng ta được sư hướng dẫn khóa thiền chuyên về pháp hành, giới định tuệ. Và sư dạy cho quý vị lộ trình giữ giới, và sư đang dạy cho quý vị các cái đề mục thiền định. Và khi quý vị đang học các đề mục thiền định rồi thì sau đó sư sẽ dạy qua lộ trình thiền tuệ. Và ngoài ra thì quý vị còn được nghe sư giảng các cái bài pháp trong các cái khóa lễ mà tại chùa An Lạc chúng ta diễm phúc đón sư. Thầy nói qua một chút như vậy để cho quý Phật tử, nhất là một số Phật tử nào mới tham dự ngày hôm nay, quý vị biết để mỗi tháng quý vị theo dõi trở về đây tham dự khóa thiền dưới sự hướng dẫn của sư, cũng như quý vị có thể lên trang Facebook chùa Phúc Minh để mỗi tối thứ bảy nghe sư thuyết pháp. Và nếu mà trên bước đường tu tập quý vị có cái gì thắc mắc hoặc là tu tập bị vướng kẹt gì đó thì quý vị vào trang đó và đặt những cái câu hỏi Phật pháp thì thầy sư sẽ giải mã cho quý vị, giải tỏa cho quý vị để quý vị hiểu pháp cho đúng. Mình có hiểu đúng thì mình mới tu đúng. Và hôm nay thì 4 giờ mấy là sư mới tới đây. Sư đi từ Thái Bình vào, mới tới hồi nãy thôi. Thì với từ tâm, với tình thương của sư dành cho đạo tràng, và cũng như là mong muốn cho quý vị tiếp cận được chánh pháp, và quý vị có thể uống được nguồn nước chánh pháp để từ đó quý vị tu tập và có được an lạc và đoạn tận những cái phiền não của mình. Chúng con thay mặt cho chư tôn đức
tại chùa An Lạc cũng như là quý Phật tử tại chùa An Lạc một lòng biết ơn sư trong buổi giảng pháp hôm nay, cũng như là trong thời gian qua sư đã thương tưởng chúng con đã trở về đây thuyết pháp cho chúng con và hướng dẫn chúng con tu tập pháp hành theo lộ trình giới định tuệ. Và thầy xin giới thiệu đến đại chúng hiện diện trên pháp tòa trong buổi tối ngày hôm nay, đó là sư Thanh Minh, trụ trì chùa Phúc Minh của tỉnh Thái Bình. Kính bạch sư, vào giờ này đạo tràng của chúng con đã trang nghiêm thanh tịnh, chúng con thành kính cung thỉnh sư khai pháp. Trước khi sư vào giảng pháp thì đại chúng cùng niệm Nam Mô Tát Sa ba lần. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam Mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Hôm nay là ngày rằm tháng tư âm lịch, là cái ngày kỷ niệm cái sự kiện về liên quan đến cuộc đời Đức Phật, là sự kiện Đức Phật đản sinh, Đức Phật thành đạo và Đức Phật nhập Niết Bàn. Thì nhận lời mời của Đại Đức trụ trì chùa An Lạc của ban tổ chức Đại lễ Phật Đản, thì vào giờ này sư về đây để chia sẻ cùng với toàn thể đại chúng Phật tử gần xa một thời pháp. Và bài pháp hôm nay sư chia sẻ đến toàn thể đại chúng có chủ đề là ba cánh cửa đi vào ngôi nhà giác ngộ giải thoát. Khi mà chúng ta đi đến bất cứ một ngôi chùa nào thì cái kiến trúc thông thường của một ngôi chùa sẽ có một cái cổng tam quan, và một cái cổng ấy nó sẽ có ba cửa, một cửa giữa và hai cửa, một bên trái một bên phải. Đấy được gọi là cổng tam quan, hay còn gọi là tam giải thoát môn, ba cánh cửa để đi vào cái ngôi nhà giải thoát, ngôi nhà giác ngộ. Đấy là tượng trưng cho một cái ngôi chùa là để tượng trưng cho cái ngôi nhà giác ngộ và ngôi nhà giải thoát. Và cửa chùa thì luôn luôn rộng mở, và bất cứ ai cũng có thể vào cái ngôi nhà giác ngộ ấy, ngôi nhà giải thoát ấy, để mình được trải nghiệm cái sự giác ngộ nó như thế nào, cái sự giải thoát nó như thế nào. Đấy là tượng trưng thôi. Nhưng mà trong giáo pháp của Đức Phật cũng vậy. Giáo pháp của Đức Phật cũng có ba cái cửa ngõ, ba cái con đường, ba cái đạo lộ để đi đến cái sự giác ngộ, để đi đến cái sự giải thoát ở trong chính nội tâm của mình. Và ba cái cửa giác ngộ ấy được gọi là vô tướng giải thoát, vô nguyện giải thoát và không giải thoát. Vậy thì cái cửa chùa gọi là cái cửa tam quan, tam giải thoát môn ấy, là cũng có cái tên tượng trưng như vậy. Đây là vô tướng giải thoát, đây là vô nguyện giải thoát, đây là không giải thoát. Ý muốn nói rằng là cái này nó có cái ý nghĩa, ba cái cánh cửa này có cái ý nghĩa rằng là một cái người mà luôn luôn có cái sự thức tỉnh về cái nẻ vô thường và giác ngộ được cái sự thật về cái tánh chất vô thường, thì cái người ấy sẽ đi đến cái sự giác ngộ, đi đến cái sự giải thoát. Và cái vị ấy được gọi là đi đến giác ngộ bằng cái cửa vô tướng giải thoát. Và một cái người mà có cái sự thức tỉnh về cái sự khổ, có cái sự giác ngộ về cái tánh khổ, và vị ấy giác ngộ như vậy thì được gọi là vô nguyện giải thoát. Và một cái người thì có thể là thức tỉnh được cái tánh không,
và giác ngộ được cái tánh không, thì cái vị ấy có thể đi đến cái sự giác ngộ giải thoát, cho nên được gọi là không giải thoát. Vậy tức là ba cái cửa ngõ để đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát trong giáo pháp của Đức Phật là như vậy. Cho nên trong kinh điển có nói rằng đó là tam pháp ấn, ba cái ấn chứng của cái sự giác ngộ, của cái sự giải thoát. Vậy thì cái người nào mà luôn luôn có cái sự quan sát về cái tánh vô thường ở trên cuộc đời, thì đây là một cái cửa ngõ để mình đi đến giải thoát. Tức là trong giáo pháp của Đức Phật dạy rất nhiều pháp môn, có thể dạy những pháp môn như là bố thí, dạy pháp môn như là giữ giới, dạy pháp môn là tinh tấn, là kham nhẫn, là xuất ni, là trí tuệ, là chân thật, là quyết định, là từ bi hỷ xả, là vô ngã vị tha, rất nhiều những cái pháp môn như vậy. Mà mỗi một pháp môn thì sẽ đi đến những cái kết quả khác nhau, chứ không phải là pháp môn nào cũng có cái sự giống nhau. Mà có những cái pháp môn như là mình tạo ra những cái phước lành để giảm bớt những cái nỗi khổ đau, nhưng mà cái pháp môn để đi đến giác ngộ, để đi đến giải thoát thì chỉ có ba cái cửa ngõ, đó là quán về cái tánh vô thường, quán về cái tánh khổ, quán về cái tánh chất vô ngã. Thì chỉ khi nào giác ngộ được điều ấy, thấy nhiễu chi được điều ấy, thì mới có cái sự giác ngộ và giải thoát hoàn toàn. Vậy thì để mình tu tập về cái cửa thứ nhất, tức là mình khi mình đi vào chùa, vậy mình đi bất cứ cửa nào cũng được, mình đi vào cái cửa giữa hay cửa bên trái, cửa bên phải, thì khi đi vào trong là như nhau. Cũng như vậy, cái cánh cửa để đi đến giác ngộ giải thoát, mình có thể đi bằng cái sự quan sát về vô thường hay khổ hay vô ngã, thì khi đi đến giác ngộ giải thoát thì cũng như nhau mà thôi. Thì cái pháp đầu tiên mà một cái người mình muốn đi đến giác ngộ giải thoát, mình cần phải nhận thức ra được cái tính vô thường trên cái cuộc đời này, trên cái cuộc sống này. Cái gì nó có cái sự vô thường trên cuộc đời này? Không có cái gì nó tồn tại vĩnh hằng, mà cái gì nó sinh lên nó cũng sẽ diệt đi, không có cái gì là trường tồn bất biến cả. Vậy nên là đến ngay cả cái quả địa cầu này, cả đất trời này cũng vậy. Tuy là thấy rằng nó tồn tại rất là lâu ngày, lâu tháng, lâu năm, mình không biết được đất trời có từ bao giờ và đến khi nào thì đất trời này sẽ biến mất. Nhưng mà chắc chắn một điều là cái gì có xuất hiện thì cũng sẽ có biến mất, như mặt trời vậy, sáng xuất hiện thì tối nó sẽ lặn mất, không thể tồn tại mãi được. Vậy thì đến cái thế gian vậy, đất trời cũng như thế. Và đến cái cuộc đời của mình, từ thức tỉnh, từ cái bên ngoài, từ cái cảnh vật bên ngoài, đất trời luôn luôn thay đổi, bốn mùa xuân hạ thu đông, và nó luôn luôn biến động, luôn luôn biến đổi. Như là mình thấy bầu trời, những đám mây nó luôn luôn trôi không ngừng nghỉ. Như vậy cái dòng sông nó cũng luôn luôn trôi chảy không ngừng nghỉ, cuộc sống con người luôn luôn trôi chảy không ngừng nghỉ. Thì cái sự mà nó luôn luôn biến động như vậy, luôn luôn thay đổi như vậy, luôn luôn trôi chảy như vậy, chính là tính chất của sự vô thường. Vô thường là nó có sinh có diệt. Vậy cái cuộc sống của mình nó như vậy, nó không đứng yên mà nó cũng luôn luôn trôi chảy, nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn ở trong cái trạng thái có đến, có đi, có tụ, có tán, có được thì có mất, có sinh thì có già, có bệnh, có chết. Đấy là cái tính chất vô thường, nó vốn là cái quy luật, nó vốn là chân lý, nó vốn là sự thật. Nhưng mà con người ta ít khi chấp nhận sự thật ấy. Mình thích sống với cái ảo, thích sống với những cái giả, và mình vẫn luôn luôn coi rằng mọi thứ ở trên cuộc đời này là bền vững,
là lâu dài, là đáng để cho mình ưa thích, đáng để cho mình chấp trước vào đấy, đáng để cho mình tầm cầu, mong muốn. Và mình nghĩ rằng khi nào mình đạt được những thứ ấy, mình sẽ hạnh phúc. Và mình nghĩ rằng khi nào mình có được những điều mình mong muốn thì những điều ấy nó sẽ ở với mình mãi. Thì cái đấy là cái sự si mê, mê muội. Mình không thấy được cái tính chất vô thường. Mình sẽ thấy được rằng cái cuộc sống của con người ta vẫn luôn luôn sinh ra rồi già rồi bệnh rồi chết. Nhưng mà khi mà cái người ta có cái thân thể này, mình hay có cái chấp trước vào cái thân này. Khi mình có tuổi trẻ, mình cứ nghĩ rằng mình sẽ trẻ mãi. Rất ít khi mình nghĩ được, mình nghĩ rằng rồi mình sẽ già. Mình cứ nhìn vào một cái người già, mình cứ nghĩ đây là người già. Và mình mặc định đây là người già. Và ít khi có người nhìn rằng cái người này trước kia là một đứa trẻ, nỡ lên rồi già đi. Mình nhìn vào một cái người bệnh, mình cứ mặc định đấy là người bệnh. Rồi nhìn vào người chết, có cái mặc định đấy là người chết. Khi mình có sức khỏe, mình cứ mặc định là mình sẽ có sức khỏe mãi. Nhưng mà thực ra sức khỏe nó không vậy, nó luôn luôn vô thường, nó không khỏe mãi. Khi có sắc đẹp, người ta sẽ có cái sự chấp trước vào cho rằng mình sẽ đẹp mãi. Chính vậy cho nên ở trên đời người ta hay có cái sự kiêu ngạo về sức khỏe. Vì người ta không nghĩ rằng sức khỏe này nó tồn tại rất ngắn rồi nó sẽ mất đi. Người ta kiêu ngạo về sắc đẹp mà người ta không biết rằng sắc đẹp này nó cũng tồn tại rất ngắn rồi nó sẽ mất đi. Người ta sẽ kiêu ngạo về tài sản mà người ta không biết rằng tài sản vật chất này nó đến rồi nó cũng sẽ mất đi. Người ta có thể kiêu ngạo về có những cái bà con quyến thuộc, kiêu ngạo về danh vọng chức quyền mà người ta không biết rằng tất cả những cái thứ đấy nó cũng luôn luôn thay đổi, nó không có lâu dài bền vững mãi được. Vậy cái người nào mà hiểu ra được cái tánh vô thường, mình sẽ thoát khỏi cái sự kiêu ngạo ấy, sẽ thoát khỏi cái sự mê lầm chấp trước rằng cho rằng mọi thứ trên cuộc đời nó sẽ còn tồn tại lâu. Và mình sẽ hiểu ra mọi thứ trên cuộc đời nó sẽ biến mất, nó sẽ luôn luôn trong cái trạng thái có đến, có đi, có được, có mất. Và khi mình có cái tâm như vậy, có cái sự thức tỉnh như vậy thì mình sẽ biết lựa chọn một cái gì đó nó vững bền, nó chắc chắn. Và mình sẽ biết rằng những cái gì nó giả tạm, những cái gì nó ngắn ngủi, nó giả tạm thì mình sẽ không ưa thích, không chạy theo. Và mình phải chạy theo những cái gì mà nó bền vững, nó lâu dài. Vậy nên là với một cái người mà hiểu ra rồi sẽ thấy trên cuộc đời này không có cái gì đáng để nương tựa lâu dài được. Và chỉ có người nào hiểu đạo biết rằng chỉ có cái giáo pháp đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát, đấy mới là cái nơi có thể nương tựa. Cái gì mà nó có cái tánh, không có cái tánh vô thường, cái gì nó phải là chân thường, cái gì nó phải là không sinh không diệt, cái gì nó phải không già không bệnh không chết, thì cái đấy nó mới bình an, nó mới yên ổn. Còn cái gì mà còn có sinh có diệt, có đến có đi, có tụ có tán, có được có mất, thì cái đấy là cái bất ổn, là cái giả tạm, là cái khổ đau. Đấy là cái sự thức tỉnh về cái nẽ vô thường. Như vậy, như Đức Phật đản sinh vào cái ngày rằm tháng tư âm lịch, rồi ngày lớn lên, rồi khi ngài đi dạo chơi bốn cửa thành, lúc ấy ngài đã là một vị hoàng thái tử, là một cái vị chuẩn bị là nên để trở thành một vị vua trị vì một cái quốc gia hùng cường hưng thịnh, có quyền lực lớn, có danh vọng lớn, có tài sản lớn, có uy quyền lớn. Mà ngài đi dạo chơi bốn cửa thành, nhận thấy cảnh một người già, một người bệnh, một người chết. Chỉ như thế thôi là ngài đã đủ thức tỉnh ra cái nẽ vô thường trên cuộc đời. Ngài thức tỉnh ngay rằng dù mình còn trẻ nhưng không tránh khỏi cái già, dù mình còn khỏe nhưng không tránh khỏi cái bệnh, dù mình còn sống nhưng không tránh khỏi cái chết. Đấy là sự thức tỉnh. Dù mình có uy quyền, dù mình có danh vọng, dù mình có đầy đủ những cái dục lạc, những cái lạc thú trên cuộc đời, không ai có thể sánh bằng. Nhưng mà tất cả những thứ ấy nó sẽ bị chi phối bởi cái quy luật vô thường, có sinh có diệt.
và nó có đến, có đi, có được, có mất, cho nên nó là giả tạm, nó là rỗng không, nó là không bền vững, không vững chắc. Và phải chăng có một cái con đường nào, nó sẽ có một cái nơi nào nó an toàn hơn, nó vững chắc hơn, thì cái đấy mới là hạnh phúc thật sự. Còn những cái giả tạm ấy thì nó chỉ là cái hạnh phúc tầm thường mà thôi. Thì đấy là một cái sự thức tỉnh về cái lẽ vô thường. Đấy là một cái sự giác ngộ ở cái bước đầu về cái lẽ vô thường ấy. Mà từ cái sự thức tỉnh ấy có thể dẫn đến cái sự nhàm chán, buông bỏ và biết được rằng cái cuộc đời này vui ít khổ nhiều, sự nguy hiểm càng nhiều hơn. Và đấy là cái khuynh hướng để vị Bồ Tát đi tìm ra cái con đường giải thoát khổ đau. Và có thể là có những người luôn luôn quan sát cái tánh vô thường như vậy, quan sát cái tánh vô thường về cuộc đời, quan sát cái tánh vô thường về nhân thế, quan sát những cái tánh vô thường về chính bản thân mình, về chính những cái tâm tư, những tình cảm yêu ghét, nó đều là vô thường hết. Thân này nó cũng vô thường, có sinh có diệt, nên không chấp trước vào cái đẹp, cái xấu. Cái tâm lý con người cũng vậy, nó luôn luôn vô thường, lúc vui, lúc buồn, lúc yêu, lúc ghét, và nó luôn luôn có sự đổi thay như vậy, cho nên không chấp trước vào cái sự vui buồn yêu ghét ở trên cuộc đời. Vì vậy mà có được cái sự tự tại, đấy là cái sự thức tỉnh, và đấy là cái khuynh hướng có thể đi được đến giải thoát, đi được đến cái sự giác ngộ. Bởi vì nó thoát ra khỏi những cấu uế, những phiền não, những tham ái, những chấp trước trên cuộc đời. Tại sao mình lại tham ái vào nhờ những cái cảnh trần? Bởi vì mình nghĩ rằng nó sẽ còn đem lại hạnh phúc cho mình lâu dài. Mình tham ái vào sắc đẹp, mình nghĩ rằng sắc đẹp nó sẽ bền vững lâu dài. Tham ái vào sức khỏe, tham ái vào tài sản, tham ái vào rất nhiều những cái công danh, những cái sự nghiệp, những cái chức quyền của mình. Đấy, nó chỉ là những cái vô thường, giả tạm. Nhưng mà một người thức tỉnh ra như vậy thì mình sẽ diệt trừ đi được những cái tham ái, những chấp trước, những kiêu ngạo, những cái ngã mạn trên cuộc đời. Và cũng có người có thể là sẽ có cái sự quan sát về cái tánh khổ. Đấy cũng là một cái cửa ngõ thứ hai đi đến sự giác ngộ, đó là quan sát về sự khổ. Mình sẽ thấy rằng là sinh ra trên đời thì sẽ luôn luôn có những cái nỗi khổ về đói khát, về nóng lạnh, những cái rủi ro nó có thể đến bất cứ lúc nào, chiến tranh, dịch bệnh, thiên tai, rồi ốm đau, bệnh tật, rồi là phải già, phải chết. Và nó có rất nhiều những cái nỗi khổ về thân, rồi những nỗi khổ về tinh thần, mong cầu không được, hay ái biệt ni, yêu quý những cái gì mà mình có phải chia ni, phải xa lìa, hoặc là tử biệt sinh ni, hoặc là mình phải sống ở cái nơi có nhiều cái sự chống đối, có nhiều cái oan trái, oán ghét, oán thù mà phải gặp nhau. Vậy thì có rất là nhiều cái nỗi khổ trên cuộc đời. Và một cái người có thể quan sát được cái nỗi khổ ấy thì cái người ấy cũng sẽ thức tỉnh ra được nhiều thứ trên cuộc đời. Bởi vì người ta không quan sát được cái khổ và người ta luôn luôn chạy theo cái nạc, chạy theo những cái dục nạc. Người ta cứ nghĩ rằng là khi nào mình có được những cái sắc đẹp khả ái hấp dẫn này thì đó là hạnh phúc, đó là cái dục nạc. Chạy theo những cái âm thanh, khi nào mình đạt được những cái danh tiếng như mình mong muốn thì đó là hạnh phúc, và đó được gọi là những cái dục nạc. Và chạy theo mùi hương, chạy theo vị ngon, chạy theo những cái sự xúc chạm êm ái, tức là cái khuynh hướng chung, cái tâm lý chung của mọi chúng sinh, dù là đó là con người hay là chúng sinh là chư thiên, hay đó là những chúng sinh là những cái loài bảng sinh thấp bé, thì cũng luôn luôn có cái khuynh hướng chạy theo những cái tham dục như vậy, chạy và cứ nghĩ rằng cái tham dục đấy là hạnh phúc, là an vui. Và cái người nào người ta có nhiều những cái dục nạc ấy thì được gọi là đấy là cái người hạnh phúc, đấy là cái người an vui trên cuộc đời. Nhưng Đức Phật
thì lại nói rằng những cái dục ấy nó vui ít khổ nhiều, bởi vì nó có vị ngọt nhưng nó có sự nguy hiểm. Có một cái người thấy ra được cái sự nguy hiểm ở trong những cái dục lạc ấy, thì cái người ấy có thể thoát ni ra được khỏi những cái tham ái đối với các cái tham vọng, đối với các cái dục lạc ấy. Thì vì con người ta chạy theo những cái tham dục như vậy là chạy theo khổ đau. Vậy nên Đức Phật mới nói dục như khúc xương, dục như miếng thịt, là một cái con chó gặm khúc xương không bao giờ no bụng, chỉ mệt mỏi. Vậy như con quạ nó tha một cái miếng thịt ngon, sẽ có rất nhiều những cái con quạ khác nó bâu bám vào. Và chính vì chạy theo những cái tham dục, chạy theo những cái danh vọng chức quyền trên cuộc đời, cho nên người ta có những cái ác ý với nhau, sân hận với nhau, chống đối nhau, và sinh ra những cái mâu thuẫn, sinh ra những cái chiến tranh, sinh ra những cái cảnh tương tàn tương sát. Cũng rất nhiều những cái nỗi thống khổ trên cuộc đời cũng chỉ vì con người ta coi trọng những cái dục lạc, coi trọng những cái tham dục, tham ái ấy. Và khi nào một người thấy ra được cái khổ ở trong cái dục lạc ấy, thấy ra được cái nỗi khổ ở trong cái nhân sinh, thấy ra được cái nỗi khổ ở trong cái cuộc đời thế gian này, nỗi khổ ở ngoài thế gian, ở trong thân tâm mình, thì cái người đấy cũng là một cái người có sự thức tỉnh. Và cái người đấy là cái người đã nhìn thấy được cái con đường đi đến giải thoát, đã nhìn thấy được cái con đường đi đến giác ngộ, đã nhìn thấy cái cánh cửa để đi vào giải thoát. Khi nào mình nhìn thấy được cái khổ ở trong cuộc đời này, giống như là khi mà vị thái tử Siddhartha năm lên 7 tuổi, ngài đã đi dự cái một cái nghi lễ, một cái lễ hội do hoàng cung tổ chức. Và cái, trong một cái lễ hội mang tầm cỡ quốc gia, rất là nhiều những cái cảnh hân hoan, rất là nhiều những cái trò vui thú, và mọi người người ta chỉ nhìn vào những cái niềm vui ấy, người ta hòa mình vào những cái niềm vui ấy, người ta chạy theo những cái niềm vui ấy, và lúc đấy người ta quên mất cả vị thái tử, cả những người chăm sóc vị thái tử ấy cũng đi chạy theo hòa mình vào những cái đám đông để tham gia cái lễ hội ấy. Còn vị thái tử 7 tuổi, năm ấy ngài lên 7 tuổi, thì lúc ấy ngài nhìn, ngài quan sát cái cảnh nhân sinh, ngài thấy mọi người lăng xăng loạn động, ngài thấy mọi người tấp nập chạy theo những cái mà cho rằng niềm vui, nhưng thái tử cho rằng đấy là cái nỗi khổ. Vì con người ta rất là bận rộn năng xăng, hay là cả những cái loài súc vật nhỏ bé nó ăn thịt nuốt sống lẫn nhau, tức là cái loài này toàn tàn sát loài kia, như những cái cảnh mà những cái con chim chóc bắt những cái con sâu bọ, đấy cũng là một cái cảnh tương tàn tương sát. Và từ những cái cảnh rất bình thường trong cuộc sống, không ai quan tâm, không ai để ý ấy, nhưng đối với một vị Bồ Tát thì đó lại là một cái tướng khổ đã báo hiệu cho vị ấy biết rằng nhân sinh này là thế, cái cuộc đời này nó là thế, cái loài này tàn sát loài kia, và người ta cho rằng cái đó là lẽ thường tình, nhưng đó là một sự khổ đau. Vậy thì một cái người có cái nhìn nhận về cái nỗi thống khổ trên cuộc đời này thì mình sẽ nhìn thấy rất dễ dàng, ở đâu cũng có những cái nỗi khổ đau, và mình sẽ dễ dàng quan sát được những cái nỗi khổ đau ấy, nó luôn luôn hiện diện ở xung quanh mình, nó luôn luôn xuất hiện ở trên thân tâm mình. Và cái người thấy được cái nỗi khổ như vậy sẽ có cái sự nhàm chán, sẽ có được cái sự ni dục, sẽ cái lòng tham ái đối với cảnh dục trần nó sẽ giảm bớt, và mình sẽ không cuống cuồng, không điên cuồng, không điên loạn chạy theo những cái cảnh dục trần như những người, người ta chỉ thấy được những cái hạnh phúc, những cái dục lạc ấy, mà người ta không thấy được cái sự khổ đau, cái sự nguy hiểm ở trong những cái dục lạc ấy. Vậy thì cái người luôn luôn quan sát cái nỗi khổ ấy cũng là một cái cách để đi đến giác ngộ. Và chính vị thái tử quan sát cái cảnh khổ ấy, cho nên ngay cái năm lên 7 tuổi ấy, ngài ngồi ở dưới gốc cây vậy, và ngài đã chú tâm vào hơi thở và chứng được sơ thiền. Vậy thì cái người nào là cái người có cái tâm hành thiền, có cái mong muốn được chứng đắc các tầng thiền, thì cái người ấy phải luôn luôn quan sát về sự khổ,
thì nó dễ dàng ly dục, ly bất thiện pháp và dễ dàng chứng các tầng thiền. Vì vậy nên tại sao một vị thái tử có thể chứng được thiền, bởi có 7 tuổi mà ngài chứng thiền là vì ngài quan sát cái nỗi khổ, ngài không chạy theo những cái niềm vui ở đời, không chạy theo những cái dục lạc, những cái lạc thú trên cuộc đời. Và đấy cũng là cái chìa khóa, đấy là cái cánh cổng, đấy là cái cửa ngõ để ngài đi đến sự giải thoát giác ngộ. Đấy là cái cánh cửa thứ hai có thể đi vào được giải thoát giác ngộ, khi cái quan sát của mình, cái nhận thức của mình, cái tư duy của mình, cái chi kiến của mình luôn luôn tưởng niệm, luôn luôn quan sát, luôn luôn nhìn nhận về cái thế gian, về cái cuộc đời là bể khổ. Đấy là cái cánh cửa đi vào giác ngộ thứ hai. Cánh cửa thứ ba đó là quan sát về cái tánh vô ngã. Tánh vô ngã được gọi là không giải thoát. Cái sự quan sát về cái khổ được gọi là vô nguyện giải thoát. Tức là có ba cái cánh cửa. Một là vô tướng giải thoát, là mọi cái trên cuộc đời nó không luôn, nó không đứng yên, nó không bền vững, cho nên là nó là vô tướng, bởi vì nó luôn luôn biến đổi. Mình thấy nó thế mà nó không phải thế, nó luôn luôn thay đổi. Và một cái là vô nguyện giải thoát, là khi mình quán về cái khổ thì vì là mình có rất là nhiều cái nguyện vọng, nhiều cái mong cầu, nhưng không bao giờ mình toại nguyện cả, không bao giờ mình thỏa mãn cả. Vậy cho và cứ chạy theo những cái tham dục ở đời thì cũng không bao giờ mình cho là như thế là đủ. Vì vậy cho nên được gọi là vô nguyện giải thoát, là khi mình quan sát cái khổ. Còn một cái người quan sát cái sự vô ngã thì được gọi là không giải thoát. Không ở đây có nghĩa là không có sở hữu. Và người ta ở trên đời, người ta có rất nhiều cái mà chấp trước rằng đây là của tôi, con tôi, vợ tôi, nhà tôi, tài sản của tôi và thân của tôi. Tất cả mọi thứ có rất nhiều cái mình chấp rằng đây là của tôi. Và chính cái sự chấp trước, cái sự sở hữu ấy, cái tâm lý sở hữu ấy thì được gọi là chấp ngã. Mình gọi là đây là thân tôi, đây là những cái niềm vui nỗi buồn của tôi, đây là những tư tưởng của tôi, đây là cái chức danh, cái tên của tôi, đây là cái việc làm của tôi, đây là nghề nghiệp của tôi, chức vụ của tôi, quyền lực của tôi, đây là thuộc về quyền hạn lợi của tôi. Và mình có, con người ta ở trên đời có rất là nhiều những cái chấp trước như vậy. Và thật sự là mình có làm chủ được tất cả những cái thứ ấy không? Những cái mà tài sản sở hữu của mình ấy, như là có những người mình chấp rất là sâu nặng vào những cái nhà cửa của mình. Đây là nhà tôi, đây là đất đai của tôi. Mình có thể quan sát là 100 năm trước, 1.000 năm trước, 10.000 năm trước lúc ấy mình đã có chưa? Và những cái nhà cửa này, đất đai này nó vẫn hiện diện ở đây. 100 năm sau mình không còn nữa thì lúc ấy nó là của ai? Cũng như vậy, vợ con tài sản cũng thế. Mình cứ nghĩ là đây là của tôi, nhưng mà tất cả những thứ ấy đến rồi lại đi, mình có giữ ở bên mình mãi được không? Và khi mà chết mình có mang theo được không? Ngay cả đến cái thân này, mình bảo đây là thân của tôi, nhưng mà mình có thể làm cho cái thân này đẹp mãi không xấu, trẻ mãi không già, khỏe mãi không ốm đau, sống mãi không chết được không? Vậy thì mình không có quyền gì với cái xác thân của mình, mình không có quyền gì đối với những tư tưởng, những tâm lý trong ý nghĩ của mình, mà mình cũng không có làm chủ được tất cả mọi thứ trên cuộc đời, mà nó đến, nó rồi nó lại đi. Và cái sự sở hữu ấy, cái sự chấp trước ấy, nó chỉ là một cái tâm lý, nó là một cái trạng thái của tà kiến mà thôi. Và cái người nào càng nghĩ rằng mình là chủ nhân của những cái thân thể này của người khác, mình là chủ nhân của những tài sản, động sản, bất động sản khác, thì đó là mình đang có cái chấp trước, chấp ngã, chấp là đây là tôi, là của tôi như vậy. Thì đấy là một cái sự mê nầm chấp trước. Và cái chính vì cái chấp trước ấy khiến cho mình bị trói buộc, bị trói buộc và mình không thể giải thoát ra được. Vì tại sao bây giờ tất cả mọi người mình còn đang trôi lăn ở trong cái vòng luân hồi sinh tử, mình vẫn còn tái sinh ở đây? Đó là do mình có cái chấp trước như vậy. Chấp trước về cái thân năm uẩn này, chấp trước về thân năm uẩn của người khác,
chấp trước về những cái vật chất ở bên trong và bên ngoài, cho nên là còn tái sinh luân hồi giống như là một cái con chim. Nó bị dính vào một cái lưới, và dù cái lưới ấy nó rất là nhỏ bé, nó rất là mong manh, nhưng cái sức lực của con chim ấy nó không thể rút đứt khỏi cái lưới được. Nó càng vùng vẫy thì nó lại càng bị dính sâu vào trong cái lưới như vậy. Như vậy khi mà mình còn chấp trước vào những cái thế gian này thì mình sẽ luôn luôn bị trói buộc ở trong thế gian, không thể nào thoát ra khỏi cái thế gian được. Và một cái người muốn giải thoát ra khỏi thế gian thì mình phải gỡ ra được những cái chấp trước ấy, mình phải thấy ra được cái cửa ngõ để đi đến giải thoát. Như vậy nếu như mà một cái người có trí tuệ quan sát được cái tính vô ngã thì cái vị ấy sẽ diệt trừ đi được những chấp trước, và vị ấy sẽ cởi, sẽ dỡ bỏ được cái sự trói buộc và sẽ giải thoát cho mình ra khỏi khổ đau, ra khỏi cái luân hồi, ra khỏi cái sinh tử luân hồi ấy. Thì vậy nên là cái cửa ngõ thứ ba để đi vào giải thoát đó được gọi là không giải thoát, tức là không là cái sự thấy luôn luôn mọi cái, mình luôn luôn quan sát là cái thân này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Những cái cảm giác, những cái cảm thọ về vui buồn, về khổ nạc ấy, nó không phải là ta, không phải của ta. Như vậy khi nào mình nhìn trên cái thân thể của mình nhìn soi gương trong tâm, trong mình cũng vậy, mình luôn luôn phải quan sát như vậy. Mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý này, không phải là ta, không phải của ta. Và cả cái thân tâm này, không phải là ta, không phải của ta. Nó là đất, là nước, là lửa, là gió. Và mình luôn luôn phải quan sát mọi thứ bên ngoài cũng vậy. Tất cả vạn vật cũng vậy, nó không phải là ta, không phải của ta. Vợ con, nhà cửa cũng vậy, nó không phải là ta, không phải của ta. Thì mình sẽ không còn chấp trước nữa. Vì vậy cho nên nếu như nó có vô thường, nó có biến hoại đến với bản thân mình thì mình cũng không có sầu bi ưu não. Và cái sự vô thường biến hoại ấy nó có đến với những người thân, mình cũng không sầu bi ưu não. Cái sự vô thường biến hoại ấy nó có đến với những cái tài sản mà mình đang sở hữu, mình cũng không sầu bi ưu não. Nhờ vậy mà mình mới có thể giữ được cái tâm không động không sầu, mới có thể giữ được cái tâm tự tại và vô nhiễm, mới có thể giữ được cái tâm buông xả, không bị trói buộc, tự tại như con chim bay ở hư không. Và cái sự nhận thức về sự vô thường, nhận thức về cái khổ, nhận thức về cái vô ngã ấy, nó có nhiều cái mức độ. Khi mà mình nhận thức như vậy thì nó cũng chế ngự đi được những cái tham ái, những cái tà kiến, những cái sự ngã mạn đối với những cái cảnh trần, đối với cái thân tâm này. Nhưng đó chưa phải là cái con đường đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát được. Mà muốn giác ngộ, giải thoát được thì mình phải quan sát cái tánh vô thường đấy ở cái mức độ thâm sâu hơn, chi tiết hơn, thì mới đi đến cái sự giác ngộ tuyệt đối được. Vậy nên khi Đức Phật thấy được cái cảnh vô thường, từ cái người già, người bệnh, người chết, thấy được cái cảnh khổ về cái nhân sinh thống khổ ấy, thấy được cái cảnh vô ngã, là ngài thấy rằng ngai vàng điện ngọc, vợ đẹp con yêu không phải là ta, không phải của ta, ta không thể làm chủ nhân mãi mãi vĩnh hằng được. Cho nên ngài có thể từ bỏ cái đời sống thế tục, từ bỏ những cái mà mình đang sở hữu, vì ấy có thể trở thành một cái người xuất gia. Vị thái tử Siddhartha sau khi nhận thức ra như vậy về cái tánh vô thường, khổ, vô ngã như vậy thì đã từ bỏ cái những cái lạc thú, những cái dục lạc ở trên cuộc đời và đi xuất gia tầm đạo. Rồi cái con đường đi đến cái sự giác ngộ là khi Bồ Tát tu 6 năm khổ hạnh không chứng đắc đạo quả, rồi ngài lại quyết định tu theo con đường trung đạo, nó là không quá khổ hạnh khắc nghiệt mà cũng không có tham đắm đối với lại những cái dục lạc thế gian, và tu theo con đường trung đạo vừa tầm, rồi thực hành các pháp thiền định. Rồi khi ấy vị Bồ Tát đến gốc cây Bồ Đề, ngồi ở dưới gốc cây Bồ Đề và hướng về hơi thở, thực hành thiền hơi thở vào ra, nhập vào trạng thái sơ thiền, nhị thiền, tam thiền và tứ thiền. Dù ác ma có đến cuối phá nhưng mà
vì cái trạng thái của tâm định tĩnh cho nên Bồ Tát đã vượt qua được cái sự quấy phá của ác ma. Và từ cái tâm định tĩnh thuần tịnh siêu nhân vững chắc bất động ấy, vị Bồ Tát đã hướng tâm đến những đời sống quá khứ của mình, biết được mình là một cái vị Bồ Tát hộ minh từ cõi trời đâu suốt giáng sinh xuống cõi trần gian, và biết được rất nhiều đời nhiều kiếp quá khứ. Vậy thì cái người có cái tâm định tĩnh mới nhớ lại được những kiếp sống quá khứ của mình đã trải qua trong cái sinh tử luân hồi vô lượng kiếp như vậy, thì cái sự sinh tử ấy lại càng thấm thía hơn cái lẽ vô thường sinh diệt của cái kiếp nhân sinh của tất cả chúng sinh. Rồi từ cái tâm định tĩnh thuần tịnh ấy cũng có thể thấy được sự sinh tử của chúng sinh, biết rằng chúng sinh chết ở chỗ này sẽ sinh về chỗ kia tùy theo những cái nghiệp thiện ác mà vị đó đã tạo ra. Vậy thì ngoài cái cõi người này còn rất nhiều những cõi sống khác nữa, có những cõi cao thượng, có những cái cõi thấp kém, có những cõi an vui, có những cõi khổ đau. Nhưng mà tất cả những cõi sống ấy nó cũng đều bị chi phối bởi vô thường, tức là có sinh ra thì phải có diệt, có chết đi, không có cái cõi nào vĩnh hằng, không có cái cõi nào trường tồn bất biến. Có những cái loài sinh ra trong một ngày, chết đi trong một ngày. Có những loài có thể sinh ra sống vài ngày, vài tuần, vài tháng, vài năm rồi chết đi. Rồi có những cái loài như loài người thì sống vài chục năm, cùng lắm đến 100 năm rồi chết đi. Có những loài như chư thiên có thể sống đến cả hàng triệu năm, hàng trăm triệu năm, nhiều thành kiếp, nhiều hoại kiếp trái đất, rồi họ cũng chết đi. Các cái cõi chư thiên, phạm thiên, người ta có thể sống lâu dài, sống rất lâu như vậy, nhưng cũng không thoát khỏi sự vô thường, khổ và vô ngã. Như vậy thì trong ba cõi tam giới, giống như trong ngôi nhà lửa vậy, nó đang bốc cháy, và đến một lúc nào đó nó cũng sẽ thiêu rụi hết, nó cũng sẽ hủy hoại hết, không có cái gì trường tồn bất biến được. Đấy cũng là một cái lẽ vô thường. Và để làm sao để thoát ra khỏi cái sự vô thường, làm sao để thoát ra khỏi cái sự trói buộc ở trong sinh tử này, thì vị Bồ Tát ấy đã quan sát về cái pháp nhân duyên. Tại sao mình có cái thân vô thường sinh diệt này, sinh già bệnh chết khổ đau này, và mình ấy mới quán ngược lại, vì mình có tái sinh thì mình phải có già, có bệnh, có chết. Rồi mới quán là tại sao mình có tái sinh, thì mới thấy được vì mình có những cái nghiệp mà mình đã tạo ở trong quá khứ. Vậy thì phải hướng về những đời sống quá khứ xem mình đã tạo những nghiệp gì thiện ác khác nhau, cho nên là cái nghiệp ấy nó đưa cái thần, cái tâm của mình đi luân hồi tái sinh. Vậy là có nghiệp hữu, vì có chấp thủ nên có nghiệp hữu, vì có tham ái cho nên có chấp thủ, vì có thọ, vì có xúc, vì có danh sắc, vì có các cái căn trần này, đấy là cái nguyên nhân, vì mình tham ái với các cái cảnh trần này để nó sinh ra xúc thọ tưởng, nó mới sinh ra những cái nghiệp thiện ác, và đó là cái nguyên nhân khiến cho một cái người, một chúng sinh đi tái sinh, vì mình có vô minh cho nên tạo ra những cái nghiệp thiện ác ấy. Vậy thì để diệt trừ cái vô minh ấy thì mới chấm dứt được khổ đau, diệt trừ cái tham ái với các cảnh trần, diệt trừ được cái chấp trước với các cảnh trần ấy mới chấm dứt được khổ đau. Vậy muốn diệt trừ nó thì diệt trừ như thế nào? Vì ấy cần phải có chánh tri kiến để đối trị với vô minh tham ái ấy. Vậy thì chánh tri kiến là làm sao? Vì ấy cần phải thức tỉnh về cái sự vô thường này. Vì ấy cần phải thức tỉnh về cái sự khổ này, về cái sự vô ngã này. Tức là vì ấy phải biết rằng đây là vô thường, đây là khổ, đây là vô ngã. Vì ấy cần phải nhận thức ra như vậy, đấy là chánh kiến. Vì ấy tư quán sát tư duy như vậy, đấy là chánh tư duy. Rồi vì ấy tuyên bố rằng mọi thứ trên đời là vô thường, là vô ngã, thì đấy là chánh ngữ. Và cái tâm của vị ấy luôn luôn thực hành như vậy, đó cũng là chánh nghiệp, đó cũng là mà vị ấy sống với cái sự chân chánh như vậy, thì đó là chánh mạng. Vị ấy tinh tấn thực hành để phát triển cái trí tuệ về cái tuệ quán về vô thường, vô khổ, vô ngã ấy, thì đó là chánh tinh tấn. Vị ấy luôn luôn ghi nhớ, luôn luôn quán niệm, luôn luôn tưởng nhớ đến sự vô thường,
về cái thân này là vô thường, các cảm thọ là vô thường, các tâm thức là vô thường, các pháp là vô thường. Cứ luôn luôn tưởng niệm như thế thì đó là chánh niệm. Và vì có cái chánh niệm ấy, vì ấy có thể ni dục, ni bất thiện pháp, vì ấy có thể đạt được những cái tâm định tĩnh, vì ấy có thể đạt được sự định tĩnh nhất tâm một cách dễ dàng, thì đó là chánh định. Khi đã có chánh định rồi thì vì ấy mới có thể từ cái tâm định tĩnh, thuần tịnh, trong sáng, vững chắc ấy, vì ấy mới nhìn sâu vào trong cái thân tâm này, vì ấy mới biết rằng thân này là đất, là nước, là lửa, là gió. Cái đất, nước, lửa, gió ấy ở trên mắt, ở trên mũi, trên tai, trên mũi, trên lưỡi, trên thân, trên ý của mình. Và cái đất, nước, lửa, gió này nó từ đâu mà sinh? Nó từ nghiệp trong quá khứ sinh, nó từ tâm mà sinh, từ thời tiết mà sinh, từ trong những cái thức ăn mà nó sinh ra. Vậy cái gì có sinh thì phải có diệt. Cái gì sinh diệt cái ấy là vô thường. Cái gì vô thường thì cái ấy là khổ. Cái gì vô thường khổ thì cái ấy không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thì đó là cái sự giác ngộ ra cái sự thật đối với cái sắc thân này. Rồi cái đối với những cái các cái cảm thọ do các cái mắt, tai, mũi, lưỡi, thân, ý của mình nó tiếp nhận, nó tiếp xúc với các cảnh trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp, và nó sinh ra những cái vui buồn sướng khổ gì, thì những cái cảnh, những cái cảm thọ ấy nó có sinh, nó cũng có diệt đi, thì đó cũng là vô thường, đó cũng là khổ, đó cũng là vô ngã. Vì ấy mới có thể giác ngộ ra được cái tính vô thường, khổ, vô ngã ấy. Đối với tưởng, đối với hành, đối với thức, đối với thân năm uẩn vận, vì có cái tâm định tĩnh, vì ấy thấy ra được năm uẩn là sắc, thọ, tưởng, hành, thức, thấy ra được các cái nhân sinh ra cái thân năm uẩn này, và thấy ra được cái tính sinh diệt trên cái nhân duyên ấy. Cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt. Cái gì sinh diệt thì cái ấy là vô thường, cái gì vô thường cái ấy là khổ, cái gì vô thường khổ cái ấy là vô ngã, không có tự ngã. Như vậy thì vị ấy sẽ đi đến chánh trí, chánh giải thoát, và vị ấy giác ngộ ra bốn sự thật. Đây là khổ, ta đã biết. Đây là tập, ta đã đoạn. Đây là diệt, ta đã chứng. Đây là đạo, ta đã tu. Tức là giác ngộ ra bốn sự thật về cái thân năm uẩn này là khổ. Và các cái nhân sinh ra cái khổ ấy chính là cái vô minh, chính là si mê, chính là tham ái, chính là những cái phiền não tham sân si trong cuộc đời này. Và trên cuộc đời mình có rất nhiều nỗi khổ, ốm đau bệnh tật từ đâu mà ra, sinh già bệnh chết từ đâu mà ra, gặp những cái rủi ro tai nạn nó từ đâu mà ra, có sinh có tử từ đâu mà ra. Tất cả những thứ ấy, vì cái người đời si mê thì mình sẽ nghĩ rằng là đây là do đất trời, hay do tạo hóa, hay là do sự may rủi, hay là do thiên văn địa lý, do ngày tháng, do sao chiếu mạng, do sự tốt xấu khác nhau, thì đấy là cái tà kiến, đấy là mê tín. Còn đối với một cái vị đã giác ngộ thì thấy rằng tất cả nỗi khổ nó sinh ra từ vô minh, từ tham ái, từ những cái phiền não ở trong mình. Vậy đấy là nhân sinh ra khổ, cần phải biết, cần phải đoạn trừ. Muốn thoát khổ cần phải đoạn trừ nó. Vậy ngày nào mình còn có những phiền não, những tham sân si, những si mê tà kiến ấy thì còn khổ đau. Ngày nào mình giảm bớt được phiền não ấy thì giảm bớt khổ đau. Ngày nào đoạn trừ được phiền não ấy thì đoạn trừ khổ đau. Đấy là cái sự giác ngộ về chân lý thứ hai là nguyên nhân sinh ra khổ. Và cái chân lý thứ ba là sự diệt khổ, chấm dứt khổ, để chứng ngộ được cái sự giải thoát đấy. Vậy thì phải thấy ra được cái tính vô thường, sinh diệt, để không còn tham ái, không còn chấp trước, để thấy ra được cái khổ, cái vô ngã thì mới đi đến giải thoát. Vậy cho nên gọi là Đức Phật khi thành Phật là vì Ngài chứng ngộ ra được bốn sự thật: khổ, nhân sinh ra khổ, sự chấm dứt khổ và con đường đưa đến chấm dứt khổ. Rồi khi Đức Phật đã giác ngộ rồi thì Ngài chỉ dạy cái đạo lý ấy, chỉ dạy cái con đường ấy, chỉ dạy cái giáo pháp giác ngộ ấy đến với tất cả chúng sinh, truyền bá, truyền đạt lại cái con đường giác ngộ ấy, cái phương pháp để đi đến giác ngộ ấy cho đời. Nên là cái bài pháp đầu tiên Đức Phật gặp năm anh em ông Kiều Trần Như tại vườn Lộc Uyển, đó là sự
vận chuyển bánh xe pháp. Đức Phật đã thuyết giảng về bốn sự thật như vậy: đây là khổ các ông phải biết, đây là tập các ông phải đoạn, đây là diệt các ông phải chứng, đây là đạo các ông phải tu. Vậy thì mình muốn đi đến giác ngộ, mình cần phải nhận thức ra được cái khổ. Và tại sao có khổ? Vì nó là vô thường. Cái gì vô thường khổ thì có thực tế không? Nếu mình chấp rằng đây là tôi, là của tôi, tự ngã của tôi. Vậy khi hiểu ra cái khổ cũng hiểu ra cái vô thường, giác ngộ ra cái khổ cũng giác ngộ ra cái vô thường, giác ngộ ra cái khổ cũng giác ngộ ra cái vô ngã. Vậy trong cái khổ nó có vô thường, vô ngã. Nó là một cái cánh cửa để đi vào giác ngộ giải thoát. Vì ấy, muốn đoạn trừ được những cái nhân sinh ra khổ, phiền não ấy, thì vị ấy cũng phải quan sát, cũng phải quan sát về sự vô thường, khổ, vô ngã mới đoạn trừ được những phiền não này. Khi nào thể nhập với cái sự, với cái chánh trí, với cái trí tuệ rằng tất cả các cái sự vật trên cuộc đời, thân tâm đều là vô thường, khổ, vô ngã, thì vị ấy sẽ chấm dứt được khổ. Và cái con đường để đi đến đoạn trừ khổ là như vậy, là phát triển cái trí tuệ, nhận thức về cái tánh vô thường, tánh khổ, tánh vô ngã này, từ ở cái mức độ thấp đến cao, từ ở cái mức độ nhận thức đi đến thể nhập, đi đến chánh trí và đi đến chánh giải thoát. Khi nào một cái người mà đã giác ngộ ra được cái tánh vô thường rồi thì vì ấy không bao giờ còn thấy cái gì là thường nữa, không bao giờ còn thấy bất cứ một cái sự vật trên đời gì nó thường, mà nó luôn luôn trong cái trạng thái sinh diệt trong từng sát na, không có lúc nào ngừng nghỉ cả. Vậy cái lúc đấy mới thật sự là thể nhập được cái sự vô thường, không có cái gì là nạc nữa, mà tất cả mọi thứ nó luôn luôn trong trạng thái khổ. Chỉ thế là mình không biết thôi, chứ cái gì nó cũng trong cái trạng thái khổ. Thì không bao giờ mình còn tham dục, không bao giờ còn tham nam, không bao giờ còn đắm nhiễm, không bao giờ còn cái tâm khao khát mong cầu những cái dục nạc trên đời. Thấy nó là vô ngã thì mình sẽ không bao giờ còn những cái tà kiến cho rằng cái này là của tôi, cái này là tôi nữa, và sẽ luôn luôn có cái tâm tự tại, có cái tâm buông xả, có cái tâm thản nhiên, có cái sự không động không sầu đối với sự được mất hơn thua ở cuộc đời. Đấy là cái sự đi đến cái sự giác ngộ như vậy. Rồi Đức Phật luôn luôn thuyết giảng như vậy, và trong suốt 45 năm giáo hóa, Đức Phật luôn luôn giáo hóa cho người ta thức tỉnh về cái lẽ vô thường ấy. Nên là có một lần Đức Phật thuyết giảng giáo pháp để độ năm anh em ông Kiều Trần Như, ngài cũng nói về bốn sự thật. Rồi cuối cùng ngài nói về bài kinh Vô Ngã Tướng, ngài cũng nói sắc này không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Thọ tưởng hành thức này cũng vậy, không phải là ta, không phải của ta, không tự ngã của ta. Rồi các vị ấy giác ngộ ra và đều chứng đắc A-la-hán, thánh đạo, thánh quả. Đấy là vì giác ngộ ra cái tính vô ngã, đấy gọi là không giải thoát. Hồi Đức Phật đến độ cho 1.000 đạo sĩ thờ nửa không vậy, ngài thuyết giảng cái bài pháp là tất cả đang bốc cháy. Nhưng ngài thuyết rằng con mắt này nó đang bốc cháy, tai đang bốc cháy, mũi đang bốc cháy, lưỡi đang bốc cháy, và thân đang bốc cháy, tâm đang bốc cháy, rồi sắc thanh hương vị xúc pháp, mọi thứ đang bốc cháy. Bốc cháy là gì? Là nó đang luôn luôn biến hoại. Vậy thì để mọi người thấy rằng là thân mình đang biến hoại, mỗi ngày trôi qua mình đang đi đến cái chết, chứ không phải là mình đang đi đến hạnh phúc. Nhưng trong tâm lý mình nghĩ rằng hạnh phúc đang ở trước mắt, mình đang chạy theo hạnh phúc mà. Khi nào mình có cái mà mình đang mong cầu ấy, mình có rất là nhiều những cái mục tiêu, những cái mục đích, những cái dự định, những cái tham vọng ấy, và mình nghĩ rằng khi nào mình đạt được rồi mình sẽ hạnh phúc. Giống như là người đi đuổi bắt cái bóng của mình, và mình cứ nghĩ khi nào mình bắt được là mình sẽ hạnh phúc. Nhưng khi bắt được rồi, đạt được rồi, mình lại thấy nó bình thường, lại muốn đi đuổi bắt những cái mục tiêu cao hơn, và mình nghĩ rằng khi nào đạt được cái cao hơn đấy mới là hạnh phúc. Cho nên nó là hạnh phúc là cái mà mình không bao giờ toại nguyện được cả, không bao giờ thỏa mãn được cả. Và chỉ khi nào mình thấy nó là khổ, mình đang chạy theo cái khổ thì có, chứ không phải là hạnh phúc đâu. Giống như là một cái người đồ tể, người ta dắt một cái con bê đi đến lò mổ, và người ta cầm cái gậy, người ta treo cái củ cà rốt trên đầu nó, và nó cứ chạy theo cái củ cà rốt đấy. Nó nghĩ rằng khi nào mình vớ được, mình ăn cái củ cà rốt này, mình sẽ rất là hạnh phúc, an vui. Nhưng thực ra nó đang chạy đến lò mổ, nó đang chạy đến cái tử vong, nó đang chạy đến hoại diệt. Thì mỗi ngày cũng vậy, mình đang chạy theo cái cảnh dục trần, mình đang chạy theo cái
tham vọng, danh vọng chức quyền ở cuộc đời, tài sản vật chất, những tình cảm yêu ghét trên cuộc đời, mà mỗi ngày trôi qua mình đang chạy đến cái chết mà mình lại không biết. Vậy thì cái người nào thức tỉnh ra cái nẻ vô thường thì cũng sẽ thấy cái chết nó hiện diện ngay trước mặt. Thức tỉnh ra cái nẻ vô thường, mình sẽ thấy trong hạnh phúc ấy nó có khổ đau. Những cái và mình thức tỉnh ra cái sự vô ngã thì mình sẽ thấy rằng không có cái gì nó ở trong tầm tay của mình hết. Mình sống trên đời, mình có thể ôm ấp rất nhiều thứ cho là của tôi, nhưng mình đến bằng hai bàn tay trắng, ra đi cũng hai bàn tay trắng, đâu có mang được cái gì đi đâu. Chỉ có nghiệp là tài sản của mình mà thôi, chứ còn con tôi tài sản tôi, người ngu sinh ưu nào, tự ta còn không có con đâu tài sản đâu. Thì đấy là cái sự thức tỉnh ra như vậy thì giác ngộ, thức tỉnh ra như vậy thì giải thoát. Nhưng mà với một cái người nghe hiểu thì có thể dễ, nhưng để giác ngộ được thì không dễ, thì rất khó. Để giác ngộ được cái sự vô thường, cái khổ, cái vô ngã ấy, thì mình đã chấm dứt được khổ đau, thì mình đã trở thành những bậc thánh nhân giải thoát. Những cái ai, bất cứ ai trên cuộc đời này mà có thể giác ngộ ra, thể nhập với cái chánh trí ấy, thể nhập với trí tuệ ấy, đều trở thành những bậc thánh nhân, không còn là phàm phu nữa. Như vậy, tuổi xưa có cái bà hoàng hậu Khe Ma, con là vợ của vua Bimbisara, của và cái vị vua Bimbisara đã quy y Đức Phật, đã nghe giảng pháp, đã trở thành bậc thánh nhân dự niu rồi, và có bà hoàng hậu rất là được ái mộ, và vua Bimbisara muốn bà ấy được gặp Phật, nhưng bà ấy không thích gặp Phật, bởi vì Đức Phật luôn luôn nói rằng cái sắc thân con người là bất tịnh, là ô uế, cuộc đời là vô thường, là khổ, là vô ngã, trong khi bà ấy lại có một cái sắc đẹp rất là sắc nước, giống như là hoa hậu, là một cái người có cái sắc đẹp và có cái sự kiêu ngạo về cái sắc đẹp ấy. Và bà không muốn gặp Phật, nhưng vì khi Đức vua đã tìm cách cho bà gặp Phật, đó là cho bà vào trong vườn ngự uyển đi dạo chơi, rồi dẫn đến trước mặt Đức Phật để nghe Đức Phật thuyết pháp. Rồi lúc ấy Đức Phật muốn hóa độ cho bà hoàng hậu Khe Ma này, Đức Phật đã phải dùng thần lực của mình biến hiện ra một vị tiên nữ còn có sắc đẹp hơn cái bà hoàng hậu Khe Ma. Rồi Đức Phật thuyết giảng Phật pháp về cái sự thân bất tịnh, về cái thọ là khổ, cái tâm là vô thường, các pháp là vô ngã. Vừa thuyết giảng như vậy, Đức Phật vừa cho cái hình ảnh của cái vị tiên nữ kia cứ từ từ trở thành, từ một cái vị tiên nữ đang đẹp thì trở thành một người già, rồi trở thành một người bệnh, rồi năn đã chết, rồi cái thân, cái xác chết đấy nó trương sình, nó hủy hoại, nó hoại diệt ngay trước mắt bà hoàng hậu Khe Ma, khiến cho bà ấy kinh cảm, khiến cho bà ấy thức tỉnh, nghĩ rằng với một cái người trẻ như thế này, đẹp như thế này mà hoại diệt nhanh chóng như thế này, huống chi là cái thân ta, làm sao nó có thể trẻ mãi, làm sao nó có thể đẹp mãi được, rồi nó cũng sẽ hoại diệt như thế. Vì quán sát như thế, quán niệm như thế, nhận thức như thế, giác ngộ ra như thế, bừng tỉnh ra như thế mà bà ấy trở thành một vị A-la-hán ngay tức thì, đoạn trừ hết tất cả những phiền não, đoạn trừ hết tất cả các nậu hoặc, và trở thành một vị A-la-hán. Và ngay trong ngày hôm đấy bà ấy phải đi xuất gia và trở thành một cái người nữ có trí tuệ đệ nhất trong giáo pháp của Đức Phật. Thì cũng như vậy, mỗi một thì vị đệ tử của Đức Phật đều có sự giác ngộ khác nhau. Có những người thì quan sát về sự vô thường mà giác ngộ, có người quan sát về cái khổ mà giác ngộ, có người quan sát về sự vô ngã mà giác ngộ, như là tôn giả Sivani. Khi mà người mẹ mang thai, vị tôn giả suốt 7 năm, 7 tháng 7 ngày trong bụng mẹ, và khi sinh ra đời đã trở thành một đứa trẻ 7 tuổi, rồi bà mẹ đã thỉnh mời Đức Phật, tôn giả Xá Lợi Phất, các vị tỳ kheo đến cúng dường trai tăng. Lúc ấy tôn giả Xá Lợi Phất độ cho cái em bé Sivani này đi xuất gia. Rồi tôn giả hỏi rằng 7 năm con ở trong bụng mẹ cảm thấy nó an vui hay khổ đau? Thì Sivani trả lời: nó quá đau khổ, nó quá khổ đau, như một người nằm trong cái bình máu suốt thời gian dài như vậy. Vì do cái nghiệp ở quá khứ, cho nên một cái ác nghiệp quá khứ, cho nên là cái người mẹ này đã mang thai rất lâu như vậy. Và lúc ấy tôn giả Xá Lợi Phất nói rằng
bây giờ ta sẽ cạo đầu cho con xuất gia, và trong lúc cạo đầu con hãy nhớ đến cái khổ ấy, quán về cái tướng khổ ấy, quán về cái thân năm muộn này là khổ, nó khổ đau như vậy, khổ như là một cái bệnh hoạn như vậy, khổ như là cái sự sát nhân, khổ như là cái sự sinh già bệnh chết như vậy. Và cái chú tiểu Sivani khi vừa cạo đầu vừa quan sát về cái thân tâm thống khổ như vậy, và vì ấy cũng chứng A-la-hán ngay trong khi cái quan sát như vậy. Vậy thì đấy là một cái người có thể giác ngộ, có thể thức tỉnh, có thể giải thoát ra khỏi những cái nỗi khổ đau khi mà mình có cái sự giác, có cái sự nhận thức, khi mà mình có cái sự tưởng niệm về cái tính vô thường, cái tánh khổ ấy. Thì Đức Phật thuyết giảng giáo pháp cũng vậy, trong suốt 45 năm Ngài sẽ quan sát rằng những người nào đã có đầy đủ những cái đức hạnh và những cái trí tuệ là những người đã từng tu tập giới định tuệ, đã từng vun bồi các đức hạnh trong nhiều đời nhiều kiếp rồi, thì Đức Phật sẽ thuyết giảng ngay vào bốn sự thật. Đức Phật có thể thuyết giảng bốn sự thật. Đức Phật có thể nói rằng là con mắt là thường hay vô thường. Vì ấy sẽ trả lời con mắt là vô thường, vì nó có sinh thì nó có diệt. Tai, mũi, lưỡi, thân, ý cũng vậy, là thường hay vô thường. Rồi những cái cảnh trần, sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp mà mình nhìn thấy bằng mắt ấy, đất trời, cỏ cây, hoa, lá, sông, núi, nhà cửa này, nó là thường hay vô thường. Đấy, với ai có trí tuệ thì cũng sẽ thấy nó luôn luôn biến đổi, nó luôn luôn sinh diệt, cho nên nó là vô thường. Vậy cái gì là vô thường thì là khổ hay nạc? Thì nó là khổ. Cái gì vô thường khổ thì nó có phải là của ta hay không? Thì đương nhiên nó là không phải của ta. Với một người có đủ cái trí tuệ để thức tỉnh ra điều ấy, để bừng tỉnh, để thể nhập với cái sự thật ấy, thể nhập với cái trí tuệ ấy, thì cái vị ấy có thể giác ngộ ngay, ngay khi Đức Phật khai mở, ngay khi Đức Phật khai thị, ngay khi Đức Phật thuyết giảng những sự thật ấy. Còn đối với những người mà Đức Phật thấy rằng chưa đủ nhân duyên, chưa đủ cái trí tuệ sắc sảo, sắc bén để có thể giác ngộ được, thì Đức Phật phải dạy tuần tự là hãy thực hành giới thanh tịnh, rồi hãy thực hành đến những cái pháp môn thiền chỉ làm cho tâm thanh tịnh, rồi từ cái tâm thanh tịnh ấy mới có thể phát triển lên thiền vipassana, rồi phát triển lên thiền tuệ quán, phân biệt ra thân này là sắc thọ tưởng hành thức, là đất nước lửa gió, rồi mới phân biệt ra những cái cảm thọ vui buồn, rồi phân biệt ra tư tưởng các hành các thức khác nhau, rồi sau đó mới quán nó là vô thường khổ vô ngã. Thì hãy quán cái vô thường khổ vô ngã ấy bằng cái tâm có chánh niệm, bằng cái tâm có định tĩnh, bằng cái tâm thanh tịnh không có câu uế phiền não. Thì có những người thực hành như vậy rồi giác ngộ ra chân lý và giải thoát khổ đau. Nhưng cũng có những người đã thực hành như vậy, thực hành giới định tuệ như vậy, nhưng vẫn chưa đủ cái khả năng để giác ngộ ra được chân lý. Thì lại tùy theo cái căn tánh, tùy theo căn cơ, Đức Phật lại dạy cho những người ấy phải vun bồi các đức hạnh ba la mật. Bởi vì Đức Phật để mà giác ngộ ra được chân lý ấy, giác ngộ ra được sự thật ấy, Ngài cũng vun bồi các đức hạnh trong suốt bốn a tăng kỳ kiếp, 100.000 đại kiếp, phải vun bồi các cái đức hạnh và vun bồi trí tuệ. Khi nào viên mãn đức hạnh ấy, viên mãn trí tuệ thì mới có thể thức tỉnh, giác ngộ một cách tuyệt đối được. Còn nếu mà chưa đủ những cái công hạnh ấy thì cái sự giác ngộ ấy nó chỉ là tương đối mà thôi. Vậy thì Đức Phật sẽ tiếp tục dạy những ai chưa đủ cái trí tuệ để thức tỉnh ngay trong hiện tại thì cần phải vun bồi thêm, cần phải có một cái tâm quan sát rằng mọi người là chủ nhân của nghiệp, là thừa tự của nghiệp, để mình không có yêu ghét với ai ở trên đời, có cái tâm bình đẳng, coi ai cũng như ai. Rồi vì ấy cần phải có cái lòng từ ái, cần phải có cái lòng từ mẫn, không hận, không sân đối với ai ở trên đời. Rồi vì ấy cần phải có cái sự kiên trì trong những cái thiện pháp, trong những cái thiện nghiệp. Khi mà mình làm một cái thiện nghiệp gì đó thì mình không nên thối lui, không nên buông bỏ giữa chừng, gặp khó khăn mình không nên nản lòng nản chí, mà mình phải có cái sự quyết đoán, mình cần phải vun bồi như vậy, thì đó mới là cái nền tảng, là cái nhân duyên để mình có thể giác ngộ, giải thoát được ở tương lai.
rồi cần phải vun bồi những cái đức hạnh về chân thật, sống không lừa gạt, không lừa dối ai ở trên đời, thì đấy cũng là cái nền tảng để mình đi đến cái sự giác ngộ giải thoát. Rồi mình cần phải vun bồi những cái đức hạnh của cái sự kham nhẫn sống ở trên đời. Mình nhờ phải kham nhẫn những cái sự mạ nị phỉ báng, cái sự xúc phạm của những người bất thiện, những người ác ý, những người không đồng tư tưởng, không đồng quan điểm, luôn có sự mâu thuẫn với nhau, luôn luôn có sự oan trái với nhau. Thì sống trên cuộc đời mình phải có một cái sức mạnh về cái sự kham nhẫn ấy, có thể là cái sự xúc phạm của người khác, nhưng mà mình không được để cho tâm sân hận, không oán hận, không thù hiểm, không đấu tranh, không oan trái với ai, và kham nhẫn cả những cái nỗi khổ ở trong thân tâm mình. Mình không có bị dao động bởi, không bị thối nuôi khi mình gặp những cái sự khổ đau, và mình vẫn phải luôn luôn dấn thân trên cái con đường đạo hạnh, vun bồi những cái công đức trí tuệ, thì không bao giờ được thối nuôi khi gặp khó khăn gian khổ. Và mình cần phải vun bồi những cái đức hạnh về cái sự tinh tấn ở nơi thân, tinh tấn ở nơi tâm. Khi làm những cái thiện nghiệp cũng phải tinh tấn. Khi mình phát triển trí tuệ, mình học những cái pháp để đoạn trừ những si mê tà kiến, để viên mãn trí tuệ, cũng phải luôn luôn tinh tấn, làm cho cái trí tuệ nó chưa sinh, làm cho nó phát sinh. Khi trí tuệ nó phát sinh thì làm cho nó tăng trưởng. Những cái phiền não nào nó sinh rồi thì phải tinh tấn đoạn trừ, những cái phiền não nào nó chưa sinh thì ngăn ngừa, đừng cho nó phát sinh. Rồi mình cần phải có những cái hạnh đó là giữ được cái tâm thanh tịnh, là phải sống ở trong một cái môi trường thanh tịnh. Mình cần phải sống ở cái tránh xa những cái nơi ô nhiễm, những cái nơi có nhiều những cái pháp bất thiện. Mình cần phải thu thúc phòng hộ các căn, mình cần phải giữ gìn thu thúc về thân nghiệp, không tạo những cái ác nghiệp, cần phải thu thúc những lời nói, cần phải thu thúc những ý nghĩ. Đấy cũng là những cái mà mình cần phải vun bồi những cái đức hạnh thiểu dục chi túc, những cái đức hạnh về cái sự viễn ly, về cái đời sống thanh tịnh này. Rồi vì ấy cần phải viên mãn về cái sự giữ giới, tức là giữ những cái giới mà mình đã thọ trì, và phải viên mãn về cái sự chia sẻ. Mình có thể sống san sẻ những khó khăn, chia sẻ về những cái tài sản vật chất với những cái người đang gặp khó khăn. Mình chia sẻ với một cái tâm rằng trong cuộc đời có nhiều cái sự bon sen, san tham bỏn sẻ, mà ta đã an trú với tâm không bỏn sẻ. Rồi mình cần phải chia sẻ những cái tài sản về tinh thần. Nếu như mà mình có những cái pháp môn, biết được những cái đạo lý, biết được những cái pháp có cái nợ nạc, có cái lợi ích, thì mình cần phải chia sẻ, cần phải dẫn dắt những người khác. Mình không bòn sẻ, không giữ gìn cho riêng mình những cái điều tốt đẹp, mà tất cả những cái điều tốt đẹp cần phải được lan tỏa, cần phải được truyền đạt, cần phải được chia sẻ với mọi người. Và cái người ấy có thể sống chia sẻ, sống san sẻ, hay là bằng chính cái tấm gương của mình, bằng chính cái tấm gương đạo đức của mình. Mình sống một cuộc sống có đức hạnh, có đạo hạnh, có thiện hạnh, có giới hạnh, có định hạnh, có tuệ hạnh. Thì đấy cũng sẽ là những cái tấm gương. Khi mà vun bồi viên mãn được tất cả những cái đức hạnh, những cái công hạnh ấy rồi, thì khi mà rồi vì ấy mới phát triển đến những cái trí tuệ giác ngộ, những cái trí tuệ giải thoát, bằng cách là vì ấy hãy đi đến một cái môi trường phù hợp. Tức là vì ấy cần phải đi đến khu rừng, đi đến gốc cây, hay đi đến một cái ngôi nhà trống, hay đi đến một cái tĩnh thất, một cái nơi yên tĩnh như vậy. Vì ấy phải khởi lên cái chí nguyện tầm sư học đạo. Như khi Đức Phật thức tỉnh ra cái cuộc đời này là vô thường, là giả tạo, là khổ đau, thì Ngài cũng phải đi tầm sư học đạo. Vì ấy cần phải đi học được những giáo pháp, thân cận những bậc chân nhân, lắng nghe diệu pháp, thọ trì giáo pháp, thực hành giáo pháp ấy,
bằng cái cách là vị ấy sẽ ngồi kết già nâng thẳng chánh niệm trước mặt, rồi vị ấy gột rửa những cấu uế, những phiền não ở trong tâm. Nếu như vị ấy vị ấy là một cái người thường xuyên có những cái tâm tham ái khởi lên, vị ấy cần phải tưởng niệm về cái sự chết, tưởng niệm về một cái tướng, về cái xác chết, niệm rằng đây là xác chết trương sình, đây là cái xác chết đã bầm xanh, đây là cái xác chết đã mưng mủ, đây là cái xác chết đã thối rữa, đây là cái bộ xương đã mục nát, và cái cuộc sống là như vậy. Nó sẽ cuối cùng con người sẽ đi đến cái đích cuối cùng là như vậy. Nó không vượt khỏi cái tánh chất ấy, nó không vượt khỏi cái sự chết ấy. Và cứ niệm về xác chết như vậy làm cho vị ấy ni dục, ni tham, làm cho tâm được định tĩnh, thoát ni khỏi những tham ái, thoát ni khỏi ra những cái tham dục. Hoặc là vì ấy sống ngồi kiết già nâng thẳng ấy, vì ấy hướng tâm đến cái tâm, đến cái lòng từ ái, với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, tức là vì ấy hướng tâm đến tất cả những chúng sinh vô biên, vô lượng vô biên, đến cả những người mình kính trọng, những người thường hay những người mình oán ghét. Mình hãy mong muốn cho mọi người được an vui, thoát khổ đau, cầu mong cho họ được an vui, hạnh phúc. Đó là với tâm câu hữu với từ quảng đại vô biên, không hận, không sân. Vì ấy ngồi như vậy, tác ý như vậy sẽ chế ngự hết sân hận. Rồi vì ấy có thể quán niệm về các cái ân của Đức Phật. Vì ấy tưởng niệm rằng Đức Thế Tôn là bậc chánh ứng cúng, chánh biến chi, minh hạnh túc, thiện thế, thế gian giả, vô thượng sĩ, điều ngữ, trượng phu, thiên nhân sư, Phật Thế Tôn. Tưởng niệm các ân Đức Phật và vị ấy hân hoan vì đối với Đức Phật, vị ấy hân hoan với giáo pháp, pháp được Đức Thế Tôn thuyết giảng thiết thực hiện tại, không có thời gian đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng được người trí giác hiểu. Vị ấy tưởng niệm đến ân Đức Tăng, thiện lành là chúng tăng, đệ tử Đức Thế Tôn, ngay thẳng chân chánh là chúng tăng, và các cái vị thánh tăng giải thoát tục trần, đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chắp tay, là phước điền vô thượng ở đời. Vì ấy tưởng niệm về cái sắc thân này, rằng là mạng sống thì mong manh, còn cái chết thì nó có thể đến bất cứ lúc nào. Vì ấy tưởng niệm chắc chắn ta sẽ chết. Tưởng niệm đến sự chết như vậy thì vị ấy thức tỉnh ra về cái lẽ vô thường, về cái khổ, về cái vô ngã trên cuộc đời. Khi vị ấy với cái tâm gột rửa khỏi những dục tham, những sân hận, những trạo hối, những hoài nghi, rồi vì ấy có thể chú tâm trên hơi thở vào ra, nhận biết hơi thở vào ra, nhất tâm trên hơi thở vào ra. Vì ấy nhận biết hơi thở ấy làm cho tâm được định tĩnh trên hơi thở ấy, chánh niệm trên hơi thở vào thở ra ấy, thì vị ấy sẽ thấy cái ánh sáng nó xuất hiện, và làm cho những cái triển cái, những phiền não, những cấu uế được xua tan, rồi vì ấy có thể chứng vào sơ thiền, nhị thiền hay tam thiền, tứ thiền. Rồi trong những cái tâm định tĩnh, thuần tĩnh, siêu nhân, vững chắc, bất động ấy, vì ấy có thể phân biệt ra được cái thân này là đất, là nước, là lửa, là gió. Vì ấy có thể quán được cái tính sinh khởi ở trên thân này. Vì ấy biết được cái thân này nó do nghiệp, do tâm, do thời tiết sinh, thấy được cái sự vô thường sinh diệt. Đấy, với cái tâm định tĩnh ấy, vì ấy có thể quán được những đời sống quá khứ, hay là với cái tâm định tĩnh thuần tịnh ấy, vì ấy có thể hướng tâm đến các cái cõi sống khác nhau, chúng sinh chết chỗ này sinh về chỗ kia, cái cõi cao thượng, những cõi hạ liệt, cõi an vui, cõi khổ đau. Rồi với cái tâm định tĩnh thuần tịnh ấy, vì ấy cái thân này là sắc thọ tưởng hành thức, thấy được cái tính vô thường sinh diệt ở trên cái thân này, thấy được cái tính vô thường sinh diệt ở trên các cảm thọ vui buồn, ở trên các tư tưởng, ở trên các cái tâm hành, ở trên các cái tâm thức. Vì vậy thì vị ấy có thể đi đến cái sự chánh trí, đi đến cái sự giác ngộ, đi đến cái sự giải thoát khổ đau. Đó là cái con đường, đó là cái cửa ngõ để đi đến giác ngộ, để đi đến niết bàn. Thì đó là vị ấy, khi nào vị ấy thể nhập được với chánh trí, đây là khổ, đây là nhân sinh là khổ,
đây là sự diệt khổ, đây là con đường đưa đến diệt khổ. Hay là vị ấy có thể giác ngộ ra được cái sự vô thường, giác ngộ ra được cái sự vô ngã, thì vị ấy sẽ đoạn trừ được tất cả những cấu uế phiền não, đoạn trừ được những cái sự chấp trước về thân này. À, trước kia khi chưa giác ngộ thì vì ấy nghĩ rằng thân này là ta, là của ta, là tự ngã của ta, thọ tưởng hành thức là ta, là của ta, tự ngã của ta. Nhưng khi mà có cái sự thức tỉnh rồi thì vì ấy thấy là thân này là vô thường, là khổ, là vô ngã, không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta, nên được gọi là đoạn trừ được cái thân kiến, đoạn trừ đây được cái hoài nghi về cái con đường đi đến giải thoát. Vì ấy đoạn trừ được những giới cấm thủ. Và những người chưa giác ngộ thì sẽ nghĩ rằng là cái khổ đau hạnh phúc trên cuộc đời là do tế tự, là do tế lễ, là do cầu xin, là do bề trên ban phát, là do sự may rủi, là do sự ngẫu nhiên, là do thiên văn địa lý, là do đất trời mang đến. Nhưng mà sự thật nó không phải vậy. Sự thật tất cả sự khổ đau hay hạnh phúc nó đều là do tâm thiện tâm ác. Những phiền não sinh ra khổ đau, những cái tham sân si là nhân sinh ra khổ đau, vô tham vô sân vô si là nhân sinh ra an vui hạnh phúc. Vậy nên là cái người thức tỉnh, người hiểu được giáo pháp, người thực hành giáo pháp là cái quá trình ấy chỉ đi đến cái mục tiêu, đó là đoạn trừ những phiền não ở trong mình, đoạn trừ những tham sân si ở trong mình, đoạn trừ những cái tâm bất thiện si mê tà kiến, đoạn trừ vô minh tham ái ở trong mình. Cũng như vậy, vì thức tỉnh ra cái sự vô thường của vô ngã ấy sẽ đoạn trừ hết sân hận, đoạn trừ hết tham dục, đoạn trừ hết vô minh, đoạn trừ hết ngã mạn, đoạn trừ hết tất cả những cấu uế phiền não. Khi nào cái vị ấy luôn luôn có sự chánh niệm tỉnh giác, nhận biết về tánh vô thường sinh diệt, nhận biết về cái sự vô ngã, về cái sự khổ đau, thì tất cả những phiền não sẽ không khởi nên. Vậy cho nên Đức Phật thuyết giảng 49 năm để mở ra cái con đường đi đến giác ngộ, nạp thế là để cho mọi người thấy ra được cái tính vô thường ở trên cuộc đời, cái khổ, cái vô ngã trên cuộc đời. Đến khi kết thúc cuộc đời, cái hành trình thuyết giảng giáo pháp, Đức Phật đi đến cái thành Kusinara dưới hai hàng Sa La Song Thọ vào cái ngày rằm tháng 4 đêm nhập Đại Bát Niết Bàn. Và cái câu nói cuối cùng, cái lời duy huấn cuối cùng, cái lời dạy cuối cùng, Đức Phật nói rằng là các pháp hữu vi là vô thường, hãy tinh tấn chánh niệm để chấm dứt khổ đau. Thì Đức Phật nói rất nhiều pháp, nhưng mà Ngài cũng nói thế, cái câu nói cuối cùng, cái lời pháp cuối cùng, Ngài cũng để lại một cái lời nói thức tỉnh, để cho mọi người thức tỉnh ra là tất cả cái thế gian này là vô thường, tất cả những cái gì nó thuộc về vật chất nó cũng vô thường, thuộc về tinh thần nó cũng vô thường, tức là nó không trường tồn mãi, nó luôn luôn biến đổi, nó đến nó đi, nó sinh nó diệt, cái gì nó có rồi nó cũng sẽ mất đi, không có cái gì tồn tại mãi được. Vậy cho nên mình đang sở hữu cái gì thì mình sẽ mất đi cái đó, mình đang tìm kiếm cái gì rồi mình cũng sẽ phải chia ly cái đó, mình yêu quý cái gì rồi mình cũng phải xa lìa cái đó, không có cái gì nó tồn tại mãi với mình, nó có thể mình có thể giữ nó lâu nhất là đến lúc chết mà thôi, mình không thể nó mang theo nó sau khi chết, đến cái thân tâm của mình cũng vậy, nó cũng sinh diệt. Khi thức tỉnh ra như vậy thì mình sẽ bừng tỉnh ra, mình sẽ giác ngộ ra được cái sự vô thường ấy, thì cái tham ái đối với cái mà mình cho là thường nó được diệt trừ. Mình thức tỉnh ra cái khổ thì mình tham ái đối với các dục lạc nó được diệt trừ. Thức tỉnh ra cái sự vô ngã thì tham đắm với những cái sở hữu, cái mà mình đang sở hữu ấy, cho rằng của mình ấy, nó sẽ, cái tâm lý ấy nó sẽ được diệt trừ. Vậy thì cái sự thực hành giáo pháp của Đức Phật để mình thức tỉnh ra như vậy, để mình giác ngộ ra như vậy. Vậy thì mỗi khi đi đến chùa, mình sẽ đi vào cửa chùa, đi vào qua ba cái cánh cửa. Nó là cánh cửa về không giải thoát, hoặc là vô tướng giải thoát, hoặc là vô nguyện giải thoát. Có nghĩa là mình đi vào giải thoát giác ngộ, đi vào cái ngôi nhà giác ngộ, mình sẽ đi vào cái, khi mà cái tâm của mình đi vào cái sự nhận thức, cái sự thể nhập với cái tánh vô thường, hoặc là mình đi vào nhận thức thể nhập với cái khổ,
hoặc mình đi vào mình có cái sự nhận thức, cái sự thể nhập, cái sự giác ngộ với cái sự vô ngã, không có tự ngã, không có sự sở hữu gì cả. Đấy gọi là vô thường, khổ, vô ngã là ba cái ấn chứng của sự giác ngộ, là ba cái cánh cửa để đi đến cái sự giác ngộ. Nếu cái người nào mà tâm mình luôn luôn quan sát như vậy, luôn luôn nhìn nhận như vậy, thì dần dần mình sẽ đi đến sự thức tỉnh, tức là cái trí tuệ quan sát về sự vô thường ấy chính là chánh trí. Đấy chính là cái trí tuệ. Mà cái người nào luôn luôn quan sát như vậy, trí tuệ sẽ càng ngày càng lớn lên, và những cái phiền não, những cái ô nhiễm dần dần nó sẽ giảm đi, nó yếu đi và nó sẽ tiêu trừ đi. Thì đấy là cái cánh cửa thì đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát. Đức Phật thuyết giảng rất nhiều pháp môn, có thấp, có cao, và có những cái pháp thuộc về thế gian, có những cái pháp nó thuộc về suốt thế gian. Nhưng mà cái pháp để đi đến giác ngộ, đi đến giải thoát chỉ có ba cái cửa ấy thôi. Chỉ có là khi nào mình giác ngộ ra sự vô thường, giác ngộ ra cái khổ, giác ngộ ra cái vô ngã trên thân tâm của mình, bên trong mình, bên người khác, hoặc là cái thân tâm ấy ở quá khứ, ở hiện tại, ở tương lai, dù là ở cao thượng hay hạ nhiệt, ở xa hay ở gần, mà mình có thể thấy được cái sự giác ngộ trên cái sự vô thường sinh diệt ở trên thân tâm ấy, thì đấy là cái sự giác ngộ, đấy là cái cửa ngõ đi đến giác ngộ. Hôm nay thì nhân mùa Phật Đản thì sư về đây tham dự lễ Phật Đản để có một cái thời pháp nói về sự vô thường, khổ, vô ngã, chia sẻ đến toàn thể đại chúng Phật tử, và kính chúc cho chư tăng ni, quý vị Phật tử một mùa Phật Đản an lành, và đi vào cái ngôi nhà giác ngộ trong giáo pháp của Đức Phật Đản. Giờ phút này quý Phật tử có ai đặt câu hỏi với sư không ạ? Thì có đặt câu hỏi quý vị cứ đưa tay lên, rồi bộ phận âm thanh sẽ đưa mic tới cho quý vị. Kính thưa quý Phật tử, là có những bài giảng thì bài giảng nhẹ nhẹ mình nghe mình hiểu, và có những cái bài giảng rất là sâu và nghe là mình phải nghe đi nghe lại và phải chiêm nghiệm rất là nhiều. Một trong những cái bài giảng đó, cái bài giảng tối hôm nay sư giảng đó, là ba cánh cửa để đi vào giải thoát, đó là không, vô tướng và vô nguyện đó. Thì quý vị biết là giáo pháp của Đức Phật, khi mà Đức Phật giác ngộ rồi thì Ngài mới tìm những cái người mà để cho Ngài nương tựa, thì Ngài thấy không có ai bằng Ngài đó. Không ai bằng Ngài thì hỏi làm sao mà có người hơn Ngài. Và rồi Đức Phật cũng lấy Pháp làm điểm tựa, lấy Pháp làm tràng phan. Và khi mà chuẩn bị đi hoằng Pháp á, thì Ngài thấy là giáo Pháp của Ngài rất là vi diệu như vậy. Giống như là ngược dòng, mà chúng sanh đó là thuận dòng, rồi thuận theo các dục, thì rất là khó để mà có thể thấu hiểu được giáo Pháp. Mà Ngài quán chiếu cái những cái bông sen dưới cái hồ nước, thì Ngài thấy chúng sanh có tùy cái căn cơ, và vì vậy là Ngài sẽ thuyết là tùy duyên mỗi chúng sanh. Và có khi thì Ngài thuyết và tuần tự pháp. Thường thì những chúng sanh như đoạn đầu Ngài sẽ thuyết về phước bố thí, rồi sau đó Ngài thuyết về phước báu của chư thiên, rồi sau đó thuyết về cái phước báu của sự giữ giới, thuyết về sự ly dục đắc định, và cuối cùng là Ngài thuyết về sự xuất ly, tứ diệu đế xuất ly, đắc được đạo quả. Vì vậy là giáo pháp của Phật á, thật là khó nha quý vị, thật là khó để cho quý vị hành tới nơi tới chốn, rất là khó. Vì vậy là chúng ta phải rất là cần phải có cái người thầy hướng dẫn, có người thầy dẫn đầu hướng dẫn đời sống tâm linh cho mình. Và sau khi có người hướng dẫn đúng chánh pháp rồi, mình mới quyết tâm tinh tấn hành theo pháp đó mới được. Cho nên pháp của Phật á, quý vị có thể giai đoạn đầu mình tu lai rai, tu kỷ niệm, và mình hành chơi chơi thì không sao. Mà quý vị muốn tu tập có tiến bộ, đi xa trong giáo pháp á, thì gần như bắt buộc là quý vị phải có thầy, và quý vị mới tiến bộ được. Còn không là gần như là rất khó tiến bộ. Một là mình tu sai,
Hai là có lỡ mà có tu đúng đi chăng nữa thì nó chỉ đúng có cái phần nào thôi. Và những cái gì mà nó khó thành tựu thì nó mới xứng đáng để cho mình phải hy sinh để mình tu tập, mình vất vả mình tu theo, phải không? Có cái giá của nó. Chứ nếu mà pháp của Phật dễ quá thì cuộc đời này rất là nhiều bậc thánh rồi. Cuộc đời này là phàm phu nhiều hơn bậc thánh. Phàm phu, phàm là số đông, phàm là đầy dẫy, phàm là bao la. Phu là người, phàm phu là chỉ cho những người bao la, mênh mông, đầy dẫy hết đó. Đó. Còn bậc thánh đó là những người không có nằm trong cái bao la mênh mông mà đầy dẫy đó, mà bậc thánh vượt lên bởi giới, bởi định, bởi tuệ, bởi tính, bởi niệm, bởi định, bởi tuệ. Đó. Vì vậy là pháp của Phật rất là khó để cho ta có thể đi tới nơi tới chốn. Nãy giờ thầy nói một vòng như vậy để quý vị thấy rằng là tuy khó nhưng mà chúng ta vẫn đang có phước phần là trong thời kỳ có giáo pháp của Phật, chúng ta vẫn đang trong thời kỳ có chư tăng tu tập, giữ gìn được pháp học, giữ gìn được pháp hành, có những người chứng đắc và dạy lại cho ta. Chứ thời này không phải gọi là thời mạt pháp nhé. Mạt pháp là không ai biết đến về Phật pháp. Mạt pháp là trong thời kỳ không còn ai có chứng đắc. Mạt pháp là thời kỳ không còn ai hành pháp nữa. Mạt pháp là thời kỳ không còn ai học pháp nữa luôn. Mạt pháp là thời kỳ không còn hình tướng chư tăng nữa luôn. Và cuối cùng là mạt pháp là thời kỳ không còn xá lợi của Phật luôn. Thì thời này xá lợi Phật vẫn còn, hình tướng chư tăng vẫn còn, những còn vẫn người học pháp học, còn người hành pháp và còn người chứng đắc. Vậy là thời này là mạt hay không là do mình đó. Đó, quý vị đừng có nghĩ rằng mạt pháp, mà bây giờ là mình đang vẫn còn giáo pháp và tận dụng thời gian mấy chục năm cơ hội có mặt của thân người của mình để mà tìm những cái vị minh sư, tìm những vị thầy dạy giáo pháp đó, để ứng dụng giáo pháp, là bảo đảm không bao giờ mình hối hận. Không bao giờ quý vị hối hận khi mình được học Phật pháp. Không bao giờ mình hối hận khi mình đã đang thực tập giới định tuệ tứ diệu đế. Quý vị sẽ không bao giờ hối hận bởi những cái thời gian mà quý vị lặng lẽ, quý vị ngồi thiền tu tập đó, khi nghĩ về quý vị không bao giờ hối hận. Mình chỉ hối hận lúc nào mình làm ác, mình bất thiện ở thân khẩu ý thôi, phải không? Nghĩ về quá khứ, có bao giờ quý vị hối hận là ngày đó con tu nhiều quá, con giữ giới nhiều quá, con hành thiền nhiều quá không? Không. Mà mình chỉ hối hận với những phút giây bất thiện ở trong đời mình thôi. Giáo pháp của Phật là sự thật. Mình không có thể thay đổi được sự thật. Giờ quý vị có tin Phật pháp hay không thì Phật pháp vẫn là như vậy. Chân lý vẫn là như vậy. Quý vị có tin hay không thì sự thật vẫn là sự thật. Mình không thay đổi được sự thật. Nhưng sự thật có thể thay đổi được mình không? Đó. Bây giờ quý vị tin hay không tin thì sự thật vẫn vậy thôi. Mình không thay đổi được sự thật, nhưng sự thật thay đổi được mình. Thì những gì Đức Phật dạy là chân lý, là sự thật. Thì mong sao quý vị có thể tiếp nhận được giáo pháp và ứng dụng lời Phật dạy để có thể thay đổi được cuộc đời của mình. Thì kính thưa quý Phật tử, là tối hôm nay khoảng 1 tiếng rưỡi đồng hồ trôi qua, chúng ta được lắng nghe giáo pháp từ sư Thanh Minh từ tỉnh Thái Bình vào thuyết giảng cho quý vị. Một lần nữa thầy xin nhắc lại là biết rằng một khoảng thời gian ngắn như vậy thật khó để quý vị có thể thấu hiểu những lời dạy của sư. Thì thầy mong rằng những bài pháp của sư á, và những cái lời dạy của sư là đang còn ở lại trên các cái bài giảng trên trang Facebook chùa Phúc Minh. Và thầy cũng rất là khuyến khích quý Phật tử nào, nếu quý vị sắp xếp được thời gian á, quý vị liên hệ với lại sư cũng như liên hệ với lại ban tổ chức ở ngoài chùa, sắp xếp được 1 tuần, nửa tháng, 1 tháng hoặc vài tháng, quý vị ra đó để quý vị hành thiền. Ra ngoài chỗ của sư á, là cái chỗ mà gọi là chỉ có chuyên hành thiền thôi. Ra quý vị chỉ có ăn xong đi hành thiền thôi đó, ăn xong đi hành thiền thôi, chỉ có ăn xong đi hành thiền thôi. Và môi trường nào thì nó mới tạo nên con người như vậy, xứng đáng. Cái môi trường như thế nào nó sẽ tạo nên con người như thế đó. Làng chài thì tanh cá, làng nhang thơm trầm. Đi vào làng hoa, đi ra rồi hương thơm còn vương vấn. Đi vào làng cá, quen tanh rồi chẳng biết mình tanh. Mình vào làng cá nó tanh cái mình không biết. Từ từ mình cũng thấy tanh mà rồi mình tanh lúc nào không hay. Mình ở gần một cái nơi làng trầm á, mình thơm lúc nào không hay. Thì mình ở một cái môi trường như thế nào thì nó sẽ tạo nên con người của mình như thế đó. Thì con người của mình nếu được đặt vào một cái môi trường có học, có tu thì thế nào mình cũng sẽ được thấm nhuần giáo pháp. Mà môi trường ở ngoài sư á, là môi trường chuyên về thực hành. Dạ, có thể một ngày quý vị bà ngồi đúng ở nhà cơ bản là 8 tiếng. 8 tiếng ngồi thiền á. Rồi hơn thì có thể 10 tiếng hoặc hơn 10 tiếng. Mà tùy quý vị. Thì nếu mà quý vị có thời gian là thầy rất là khuyến khích quý vị
sắp xếp được thời gian ra sư tuần, nửa tháng, một tháng gì đó để tu tập. Và các cái bộ sách của sư viết, ví dụ như là quyển Phương Pháp Thực Hành Thiền Định, một trong những quyển mà quý vị đang, nếu mà đang tu tập ở tại chùa của mình dưới sự hướng dẫn của sư đó, là sư đang hướng dẫn cho mình ở phần giới với phần định, đang hướng dẫn các cái đề mục thiền định, thì quý vị nên có cái quyển đó, Phương Pháp Thực Hành Thiền Định, để nắm cái cách để thực hành các cái đề mục thiền định. Và ở đây thì sư đang dạy cho mình hành đề mục thiền định hơi thở. Ngoài ra vừa rồi sư dạy cho mình đề mục ca si ná đen, đề mục niệm ân Đức Phật, Đức Pháp, Đức Tăng, đề mục thiền tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, là các đề mục của sư đã dạy rồi, 40 đề mục lận. Thì các khóa thiền sắp tới sư tiếp tục sẽ dạy các đề mục tiếp cho quý vị. Thì cái buổi giảng này thì quý vị nào mà đã được học tu lâu nay ở tại chùa rồi, thì quý vị đã từng nghe pháp của sư, đã từng tham dự khóa thiền là quý vị biết rồi. Còn quý vị nào chưa biết á, thì cứ mỗi tháng thì sẽ lại có khóa thiền, sư vào sư giảng từ sáng tới chiều, để cho quý vị nắm được cái kỹ thuật. Và từ cái kỹ thuật đó quý vị về nhà quý vị tiếp tục thực tập. Còn thắc mắc gì, tiến bộ hay là vướng kẹt như thế nào, mình sẽ đợi sư vào đây để mình hỏi, hoặc là mình sẽ lên cái trang Facebook của chùa đó mình đặt câu hỏi. Và mỗi thứ bảy thì sư sẽ thuyết pháp cho quý vị nghe. Thì nếu quý vị ở trong Sài Gòn này mà không có ra được ngoài đó, mà muốn nghe pháp, mà muốn nghe trực tiếp, thì quý vị cứ canh vào tối thứ bảy ạ. Và quý vị sẽ vào trang để quý vị nghe pháp trực tiếp của sư nha. Thì thầy rất là mong và từ tâm làm sao đó đưa quý vị tiếp cận được giáo pháp. Đó là niềm hạnh phúc của quý vị, mà đó cũng là hạnh phúc của thầy. Đó là cũng là một cái cách mà người tu trả ơn cho Phật tử đó. Phật tử là lo cho người xuất gia, quý vị là những đàn na tính thí lo cho người xuất gia về tứ sự: bát cơm trắng nặng mồ hôi tính thí, chiếc y vàng, nước mắt của đàn na, là tu làm sao để cắt ái ly gia mà xứng đáng để đền ơn Tam Bảo và để đền ơn những người thí chủ đã lo cho, hỗ trợ cho chư tăng tu tập. Thì chư tăng ở đây trả ơn cho quý vị bằng cách là mở những khóa học, mở những khóa tu để bắt cây cầu, để làm một cái cầu nối, để làm cánh tay nối dài, để làm sao quý vị có duyên biết về Phật Pháp. Và biết đâu đó trong những quý vị ngồi ở đây, nhiều kiếp quý vị đã từng tu tập rồi, ba la mật quý vị đã đủ đầy rồi, chỉ cần đợi có cái người giảng đúng pháp nữa để quý vị đi lại con đường mà ngày xưa quý vị đã đi. Ở đây không ai biết được, phải không? Không ai biết được là quý vị đã tu bao nhiêu kiếp rồi, duyên lành của mình tới đâu và ba la mật của mình tới đâu. Bây giờ quý vị cần cái chỗ tu tập đúng pháp, con đường đúng pháp, để quý vị thực hành, để quý vị là đi lại cái con đường ngày xưa quý vị đã đang đi. Và giả dụ như cứ cho là duyên lành của mình có ít đi chăng nữa, thì với sự thực tập đúng chánh pháp cũng là an lạc cho mình ở đời này, và là duyên lành cho mình ở đời sau. Thì thầy rất là mong quý vị tiếp tục trở về tham dự các khóa tu tập sắp tới. Và hôm nay cũng là buổi giảng cuối cùng trong tuần lễ Phật Đản. Mình gọi là một tuần chứ thật ra là 8 ngày hả quý vị, từ mùng 8 tới 15. Và thầy cũng rất là hoan hỷ, trong thời gian qua có khoảng hơn 100 Phật tử thọ bát quan trai, cũng như là khuyến khích quý vị ráng ít nhất giữ được năm giới. Và những ngày qua quý vị được tu tập hành thiền tụng kinh và nghe các bài pháp thoại của các vị giảng sư. Thầy rất là cảm ơn sự có mặt của quý vị, mong quý vị tiến thêm một bước nữa, đó là quý vị biết giữ giới, quý vị biết hành thiền, và quý vị biết lắng nghe giáo pháp thật nhiều để mở mang trí văn, trí tư của mình, rồi từ đó mình mới ứng dụng tu tập. Hôm nay đạo tràng của chúng con cũng là khóa tu tập cuối cùng trong tuần lễ Phật Đản. Con thay mặt cho chư tăng tại chùa An Lạc và thay mặt cho quý Phật tử tại chùa An Lạc, với tất cả sự biết ơn, chúng con biết ơn sư đã từ tỉnh Thái Bình xa xôi về đây tuyên thuyết giáo pháp cho chúng con trong buổi tối hôm nay, cũng như là sư đã thương tưởng chúng con trong những tháng ngày qua đã trở về chùa để chia sẻ giáo pháp, để quý Phật tử chúng con trong cuộc đời đầy đau khổ bất an này có điểm tựa. Mỗi khi khổ đau, mỗi khi sợ hãi, chúng con biết nương tựa vào pháp của Phật để vượt qua khổ đau. Những ân đức đó cao dày mà chúng con không biết làm sao trả cho hết. Chỉ nguyện rằng chúng con cố gắng tu tập cho tốt, và chúng con biết rằng với sự thực tập của chúng con, đó chính là cách mà chúng con đã trả ơn cho sư, đã thương tưởng từ tâm đối với chúng con và không ngại đường xá xa xôi về đây chỉ dạy cho chúng con. Với tất cả sự tôn kính và biết ơn, mà chúng con xin được đảnh lễ sư tam bái. Đại chúng đảnh lễ sư tam bái để biết ơn.
Đại chúng đọc theo sự để hồi hướng chia phước. Idame punyam asava khazam vaham hotu. Idame punyam nibbanasa pachajo hotu. Mama punya pagam sapa sapthanam pachemi tesabe medamang punya pagam napandu. Phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành này của con nguyện làm duyên chứng ngộ niết bàn. Phước lành này của con xin hồi hướng đến thân bằng quyến thuộc đã quá vãng, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Phước lành này của con xin chia đến thân bằng quyến thuộc còn đang hiện tại, cầu mong cho các vị ấy hằng được sự an vui. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh, mong cho tất cả hãy thọ nhận phần phước ấy được đều nhau. Sa du sa du sa du. Giờ phút này ban cung nghinh cung thỉnh sư trở về phòng khách để dùng nước giải lao.